và đó là cái năng lực cái cái sự trải nghiệm của anh chị Thế nào đồng ý với làm con mình số 6 đi ạ à. những cái hành trình mà anh chị đang đi nè những cái mà anh chị đang gặp hiện tại này đó là nguyên liệu đó là vật liệu đó là sự đồ trại của anh chị để anh chị xây dựng sau này một cái kênh phân phối đến tới hàng ngàn người hàng mười ngàn người và hàng triệu người và anh làm nó thật anh chị khi mà chúng ta bắt đầu cái hành trình này sẽ là như vậy những cái cảm xúc nhiều ai ố đúng quá chị Những cái cảm xúc anh chị đang đi Đó là gì ạ Đó là đang giúp anh chị Và bảo thắng làm cũng vậy anh chị Khi một, một, một vấn đề xảy ra Một cái sự việc xảy ra Thì bảo thắng làm cảm ơn anh chị Bảo thắng làm sẽ cảm ơn Tại sao làm là vượt qua được đó Và một cái ngày mà tim của làm không có vấn đề á, Thì làm rất là buồn anh chị Vì sao ạ à? Vì cái ngày gậy tim sẽ rất đến rồi <laughs> Và làm rất là thích có vấn đề anh chị Vì sao ạ sao à? Vì tim mình mới giỏi được mà bản thân làm rất có thích công việc là gì ạ à? khi mà có vấn đề chúng ta mới giỏi lên chúng ta mới trụ vẫn được đó mà đặc biệt là đang giai đoạn này trong làm được học trong cái hành trình mà tập làm lãnh đạo á làm cho học được một cái 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 gọi là cái nhận thức của mình và được được học từ anh sơn ha từ anh sơn đó là gì ạ à? trong lúc mà khó khăn thì cái người lãnh đạo anh chị là cái người phất cờ khởi nghĩa là cái người làm gương là cái người hô hào anh em còn trong lúc khó khăn á chị Mà cái người lãnh đạo mình là mang danh hai từ là khốt Mang danh mentor Mà mình còn xuống tinh thần Thì theo anh chị Ai theo anh chị nữa đúng không anh chị ha Anh chị nào đồng, đồng ý cho con mình ok à Như là đồng ý với làm với quan điểm này cơ quan mình ok đây à? Trong lúc mà giai đoạn này nè Trong lúc giai đoạn thị trường kinh tế khó khăn nè Trong lúc giai đoạn mà tim mình gặp đâu đâu cũng tiêu cực Gặp ai cũng có vấn đề Gặp ai cũng gì à Cũng nói lý do hết thì cái người lãnh đạo thì chúng ta mang danh hai chữ lãnh đạo mang danh coach là mentor chúng ta phải làm gương chúng ta phải bán hàng chúng ta phải tuyển dụng chúng ta phải đứng lên chúng ta phải chia sẻ chúng ta phải làm đủ thứ anh chị để chúng ta kéo tên đi lên anh chị và chúng ta cần sàng lọc ngay lúc này và chúng ta cần tập trung những người có năng lượng nhất còn giai đoạn mà gì ạ à? tim mình đang đi lên đúng không ạ gọi là trong nguy có cơ đúng không ạ trong giai đoạn hiện tại anh chị nào mà thấy được cái cơ hội đặc biệt là người lãnh đạo á, phải thấy được tia sáng trong khó khăn thì mới đó là dành cho chúng ta anh chị làm rất thích những lúc khó khăn này làm rất thích những cái lúc mà trưởng ngại, làm rất thích những cái cái gì à, những cái hành trình mình đi đặt trên giai đoạn này đó mà đến chị thấy á, lúc nào mà khó khăn á lúc nào mà có vấn đề á thì làm sẽ luôn luôn xuất hiện và anh chỉ cần năng lượng á chỉ cần nói chuyện với làm thôi chắc chắn chị có năng lượng đi nào đồng ý chúng ta phải thay đổi được tư duy này thì coi mình đồng ý con mình số 2 à. Đúng ạ. À? Trong cái lúc mà chúng ta tin mình ai cũng có vấn đề chúng ta phải là người dạng năng lượng nhất. Đồng ý con mình ok đi ạ. À? Coi mình số 2 đi ạ. À. Đó là cái mà làm một người gắm cho anh chị ha. Còn đó là cái mà làm một người gắm cho anh chị. Rồi, cái thứ hai, khi mà tim mình đi lên, tim mình mà có dân số là gì? Là lên C1, C2, C3, lên M1 vân vân, tim mình đang phát triển bùm 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 thì cái người lãnh đạo anh chị đó mà là cái người chỉ ra được cái vấn đề mà rủi ro những cái góc khuất những cái mà chưa hòa thiện của team đó mà đó là những cái mà gì ạ à? anh chị phải chỉ ra cho team của mình không mà trong cái cái cơ hội trong cái gì là tăng tốc chúng ta lúc nào cũng có vấn đề hết gọi là nhân vô thập toàn thì trong kinh doanh là vậy và đặc biệt tập là làm lãnh đạo và đặc biệt là làm đã trải qua trên 4 năm bạn thấy cái này rất là đúng đó chị Đặc biệt là cái hành trình của mình sẽ có rất nhiều người vào Và sẽ có rất nhiều rời đi Ngay cả mentor một sao rồi người ta vẫn nghĩ nha anh chị nha Code 3 sao thì rất nhiều Mentor một sao cũng có cốt một sao, code 2 sao cũng rất nhiều luôn Đó là gì ạ? À? Đó là việc bình thường Ok à, rồi Và ngày hôm nay là sẽ đến một cái chủ đề Mà chắc chắn rằng Sẽ giúp anh chị trong hành trình sắp tới Và đây là những cái kinh nghiệm thực tế của lãm Mà làm được học, làm được nhặt lại trong cái giả kiến thức về khoa học hệ thống anh chị chị, đó mà chứ phải đôi khi là có những cái ý của làm những cái nhận thức của mình thì ngày hôm nay anh chị đã đồng ý với làm chúng ta sẽ uh, sẵn sàng thì coi mình hai chữ sẵn sàng giờ mới vào đề anh chị đó mà giờ mới vào đề này đó hồi giờ là chỉ mình nháp đề thôi và làm mới vào là truyền động lực cho anh chị một gì đó đặc biệt là chúng ta gì ạ giảm mở lòng nha cả nhà mình giảm mở lòng khi chừng nào anh chị mà giảm mở lòng thì từng đó chị mới lên được rồi hôm hôm nay làm sẽ hy vọng rằng anh chị sẽ trả được một cái câu hỏi tại sao mình làm hoài không lên đi nào đồng ý như vậy con mình số 1 đi ạ à? anh chị tìm ra trong cái buổi ngày hôm nay tại sao chúng ta làm hoài không lên anh chị đồng ý với làm con mình số 1 anh chị tìm tìm ra được câu câu trả lời này và tối hôm nay chắc chắn cái điều đó làm tin chắc điều đó anh chị đã tìm ra là tại sao anh chị làm hoài không lên được cốt 3 sao mentor một sao mentor ba sao mentor sáu sao anh chị ok ạ à, chị nào đồng ý với là chúng ta phải tìm trong buổi tối ngày hôm nay chia sẻ của làm cái, cái, cái lý cái cái dạng cái một cái ý nào đó anh chị một cái ý nào đó mà tại sao chúng ta làm hoài không lên thì chắc chắn rằng tối nay sẽ giúp anh chị điều đó tăng tốc anh chị và ok chờ cho, cho phép làm được chia sẻ cái màn hình một tí nữa chị ha rồi ok ok cả nhà thấy cái Cái thứ làm chưa À, sorry cả nhà nhé. Nó hơi bị chập chọc một tí nha. Rồi để làm sẽ xử lý cho nó hơi một tí đó. Cái mạng nó hơi có vấn đề tí anh chị ha. À sorry cả nhà một tí để làm xóa bớt cái file nhé. Để cho nó đỡ nặng. Rồi ok. Rồi à, cảm ơn cả nhà ha. rất ra cái chủ đề này thì là cũng đã chia sẻ rất nhiều lần rồi anh chị, đó rất là nhiều lần rồi. OK. rồi OK. Bài hôm nay là xây dựng xây, xây dựng năng lực đúng không ạ? Tiêu đề này anh chị là xây dựng năng lực lãnh đạo và tìm kiếm nhà lãnh đạo của bạn. Ờ, để làm sẽ, sẽ phóng to nha anh chị ha. rồi OK. đó đây là anh chị chúng ta là muốn làm lãnh đạo á chúng ta phải tiên phong anh chị chúng ta phải tiên phong đặc biệt như bài sói chúng ta là phải sói đầu đàn Và cái anh chị nào đồng ý với là chúng ta phải là sói đầu đàn chỉ còn một số một à. đầu tiên trong nhận thức của anh chị trong cái cái tư duy của anh chị á chúng ta làm lãnh đạo chúng ta là phải là cái sói đầu đàn sói đầu đàn ở rugby là sao thứ nhất chúng ta phải làm gương đúng không ạ chúng ta phải bán hàng đúng không anh chị chúng ta phải tuyển dụng đúng không ạ chúng ta phải đi học năm em đúng không anh chị chúng ta phải là gì ạ là cái người đào tạo chia sẻ chúng ta sau này và sau này chúng ta muốn lên cấp bậc nào thì năng lực chúng ta phải tương xứng lúc đó anh chị từng ví dụ như là số triệu boy này cốt một sao này cốt hai sao này cốt ba sao mentor, tới một sao mentor. từng giai đoạn anh chị phải có hồi tụ đủ năng lực và cái quan trọng nhất là trong tiềm thức của anh chị anh chị đang xây dựng doanh nghiệp cho anh chị anh chị có cơ hội ở Rappi mà chúng ta được xây dựng doanh nghiệp cho mình là không thể tưởng tượng rằng một cái ngày nào đó mới làm có công ty mình khoảng tầm 4.000 user mà trong đó hiện tại là thống kê là 1.000 user đang có số nhập mỗi tháng anh chị và là không bao giờ tưởng tượng mình một có một ngày nào đó là mình đứng cái vị trí mà chia sẻ như bao giờ luôn anh chị đó mà nhưng mà gì ạ à, làm định vị vần mà làm cái gì cũng vậy nếu như không làm đó mà nếu mà làm thì làm tới tới anh chị làm nhiều hết đến cùng nếu như không đạt được nữa anh chị thì làm mới bỏ cuộc cái đến giờ 23 giờ 59 phút mà mình chiến đấu với mục tiêu của mình đó mà mình không đạt được thì ok mình chấp nhận mà còn đến 23 giờ 58 phút mình có cơ hội là mình phải chiến đấu mình là cái bay sói đầu đàn hết chị mình thế nào thì tí mình thế đó chị làm luôn tâm niệm điều đó vì làm được xuất phát rất thấp anh chị nên làm không làm á chị là không có cái cái điều kiện như anh chị anh chỉ có mối quan hệ này anh chỉ bán hàng giỏi hơn làm này anh chỉ có địa vị hơn làm này anh chỉ lớn tuổi hơn làm này anh chỉ có ai là ai đó hơn làm này làm xuất phát có gì hết nên đầu tiên trong tư duy của làm á làm cái gì ạ phải làm nhiều hơn nhiệt tình nhiều hơn chiến đấu nhiều hơn và tư duy của làm 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 gì phải là gì ạ là sói đầu đàn ok anh chị nào đồng ý với làm chúng ta thay tư duy này comment số 1 ha rồi ok tiếp theo anh chị ha đó là gì à? Một cái tầm nhìn. Là nó là một cái tầm nhìn của Robbie đến 2027 anh chị. Là gì ạ? Mục tiêu chúng ta là 1 tỷ đô la. Là nó lại về, về, cái thị trường kinh tế hiện tại ha, cái thị trường mà chúng ta cái ngành của chúng ta thương mại điện tử á đang là 66 tỷ đô. Dự kiến đến 2027 á chúng ta gì ạ? À? Đạt 1 tỷ đô la, đạt 100 tỷ đô la thì Robby chúng ta đặt mục tiêu là một tỷ đô la với cái chiến lược thế nào với kế hoạch thế nào thứ nhất anh chị chúng ta phải tuyển thêm một triệu đại lý mới đúng không ạ thứ hai chúng ta có thể là hoàn thành thêm một triệu cái up drop mon anh chị đó ok ạ à. bao nhiêu anh chị chúng ta tưởng tượng trong hiện tại là nước việt nam mình là 100 triệu dân đúng không ạ là 100 triệu dân anh chị đúng không ạ thì chúng ta tuyển một triệu người Đúng ạ. À. Và từ anh chị đổ xuống khoảng tầm 3 năm tới là bao nhiêu anh chị coi mình sẽ làm cái con tác được không anh chị? Bây giờ là 2024. Và anh chị đã ước mơ chúng làm chứ anh chị đã tưởng tượng mình từ mình đổ xuống có bao nhiêu người, bao nhiêu đồng đội, bao nhiêu đối tác của mình thì coi mình sẽ làm một con số đi À. Đến 2027 chị muốn bao nhiêu? Người ta nói gì À? Gọi chúng ta có tưởng tượng, có ước mơ. Chúng ta mới, mới 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 lấy được anh chị. Người ta nói gì À? Có trong đầu mới có trong tay anh chị. Đình vị, quyết định, địa vị. Chị Phương Thanh là 10.000 người, 10.000 đối tác. Anh chị là bao nhiêu ạ? À? Con mình cho con số anh chị. lo lo chúng ta phải gọi là nghĩ nó lớn nó hơn tiếng chị. Ngày hôm nay chúng ta có thả lòng với làm anh chị. Ngày hôm nay chúng ta chẳng xài gì ạ? Chúng ta mơ những giấc mơ lớn anh chị. Và theo anh chị, từ anh chị mong muốn rằng cái kênh phân phối của mình, cái doanh nghiệp từ mình đổ xuống có bao nhiêu người ạ? À? Anh chị đã có cái giấc mơ đó chưa ạ? À? Chị Hoàng Trương là 20 Chị Ngọc Mỹ là 3 ngàn Làm làm 4 năm được 4 ngàn hết chị Anh chị là bao nhiêu à Anh Nguyễn Văn Sơ là 5 ngàn Đúng ạ à? Chị Trần Huy là 5 ngàn Anh chị khác là bao nhiêu ạ à? 1 triệu đại lý đơn anh chị Mà tôi ta có 100 triệu dân Chị Nhung 20 đối tác Đến 2027 cả nhà mình nha Nhớ nè Chúng ta tưởng từ, từ từ đây đến 2027 Rappi đặt mục tiêu là một triệu đại lý mới một triệu khách hàng ở Rappi Mall Thì mình bao nhiêu à 1.000, 2.000, 3.000 Rồi ok anh chị chưa học bài cấp số nhân rồi 10.000 Đó Ok ha Người ta nói gì ạ à? Chúng ta có ước mơ anh chị nhớ cái con số chị ghi ra này Đó mà chúng ta nhớ cái con số mình ghi ra Cái ngày mà làm từ không lên 100 nữa là mệt ơi là mệt khi nào đồng ý với làm chúng ta đang hành trình đó thì coi mình số 2 làm quen anh chị. Chúng ta bắt đầu xây những viên gạch đầu tiên từ 0 1 2 3 4 5 6 10. Nó rất là mệt. 100 đầu tiên nó rất là mệt, rất là cực và cày giới là cày. Trong mình số 2 làm quen ạ. Và đặc biệt anh chị đang hành trình đó đặc biệt là code 1 sao rồi. Anh chị ngày hôm nay đọc học để chúng ta lên code 3 sao. Là C3 battery đúng không ạ? À? Anh chị ít nhất là ngồi đây là code một sao. Thì anh chị hiện tại á là đang rất là khó khăn đặc biệt tập tành tuyển một hai người năm người 10 người dũng làm trước đây 100 người đầu tiên rất là cực và đôi khi tuyển ra người ta nghỉ hết luôn anh à, chị từ từ là làm đi 280 à. người tuyển trong vòng 3 tháng mà sau 3 tháng sau chỉ còn 10 người làm với lãm <laughs> đó là cái bài học rất lớn luôn anh chị rất khủng khiếp luôn vì do gì ạ à? do mình không biết được kiến thức về khoa học hệ thống và chúng ta không biết cách để vận hành nó chị. Đúng mà, chúng ta chưa bao giờ chúng ta tập làm lãnh đạo và cái hành trình này chúng ta bắt đầu tập làm lãnh đạo. Anh chị. Đúng mà, ai nghĩ thì nghĩ chúng ta vẫn còn anh chị. Do anh chị làm chưa đúng thôi. Anh chị nào đồng ý với con mình ok giúp làm Tại sao chúng ta có m6, m9, m12 mà người ta làm được mình không làm được anh chị? do mình chưa hiểu được bản chất về vận hành bản chất về khoa học hệ thống đây là kiến thức khoa học hệ thống và chúng ta không hiểu được cái, cái tầm Có làm cũng vậy anh chị làm sai nhiều lắm đó chị tại sao mình với lại mình, mình nghĩ là mình lúc đó là một trong những cái người ưu tú tuyển dụng đó chị tuyển ghê lắm đầu vô là tuyển khủng khiếp lắm tuyển là từ kinh mối quan hệ rồi là mạng xã hội rồi data là quốc hết làm từ đầu đến làm làm điên cuồng lắm chứ làm nó tuyển nhiều hơn bán nổi tiếng là tuyển nhiều hơn bán chị, và mình nghĩ là mình là tìm được cái lông mặt rồi mình là cái người chắc là mình lớn rồi đó nhưng mà thực thật đâu lòng nó rồng hết nó nghỉ hết và mình đặt ra câu hỏi <laughs> tại sao người <mày> ta <laughs> là mình do mình không phù hợp với rất hay sao làm lên cốt 3 sao trong vòng 7 tháng rớt 3 sao trong vòng 6 tháng anh chị đã rớt được bao nhiêu tháng rồi ạ à? con mình sẽ làm đồng quen không anh chị cốt một sao rất bao lâu rồi cốt 3 sao rất bao lâu rồi mentor một sao rất bao lâu rồi con mình sẽ là đồng quen à? làm rất 6 tháng đó anh chị tìm rất đông nha tìm ba trăm người nhân danh số tới tới sáu triệu bói rất kỳ vậy tới tới có hai sao được anh chị nào đang như vậy không ạ à? Anh chị nào đang như vậy con mình số 2 làm quen anh chị 6 tháng thôi à <laughs> Bạn làm rồi đó là như, như vậy dũng làm chị chúng ta thật lòng đấy chị đâu có lo chứ đã là đã, đã từng bày rồi và đến bây giờ làm với còn bị nè đúng à và một trong những cái kỹ năng một trong những cái mà cái nút chìa khóa mà làm đi tìm rất rất là nhiều và đi hỏi từ anh sơn anh nguyễn anh ấn anh chị hầu và tất cả những men ta còn lại. Đố anh chị một trong những kỹ năng mà thường định nhất khi anh chị có tìm đó là kỹ năng gì mình đi kỹ năng mà để vận hành bậc cao cấp cao cấp nhất và một kỹ năng này anh chị phải giỏi cho làm thương định càng tốt không cần chỉ giỏi Chỉ cần giỏi kỹ năng này thôi anh chị làm copy rất nhẹ nhàng đó là kỹ năng gì một kỹ năng mà chắc chắn rằng anh chị sẽ học làm vận hành thì có nhớ có người là vận hành là kỹ năng này đây là kiến thức khoa học hệ thống chứ Robby không nghĩ ra đó anh chị chúng ta thừa hưởng là 50 đến 100 năm trước đây rồi chúng ta không 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 nghĩ ra được đâu mà đây là kiến thức khoa học hệ thống kiến xác anh chị đó là kỹ năng a b c lãnh đạo đưa tính anh chị <laughs> từ từ nhưng mà trong hành trình mình tập từ từ nhưng cho anh chị tệ để câu thế nào đó chỉ cần chỉ cần a b c tốt hơn là anh chị vận hành được và đôi khi anh chị chúng ta làm chúng ta quên để ý mất kỹ năng abc là gì chúng ta làm chưa tới và làm phải ngồi luyện đúng 6 tháng đến 2021 chín mấy ngày tốt chiến Làm một phát từ tim 60 triệu boy lên một phát cơ cấu m 3 dân số là gì ạ à? triệu đất lên xuống lấy con số là 2 tỷ rưỡi một tháng bằng kỹ năng duy nhất làm ăn rồi cày 100 người abc đến 100 k abc luôn các anh chị. đi nào đồng nghiệp, chúng ta giảm thử thách với làm, chúng ta làm 100 k bc. anh chị nào đồng ý có mình số 1 đi anh chị biết là kỹ năng abc thuận định luôn. làm 100 k bc chị làm đến 100 k bc anh chị làm, 100K BC, anh chị. làm liền kỹ năng, làm đóng vai trò là b, đóng vai trò là a. ti mình cứ đưa vào là mình ngồi gặp, mình ngồi gặp, mình ngồi gặp, mình ngồi gặp tập nó hết anh chị. mình không biết nói cái gì mình ngồi ABC lên mình học anh nguyễn, học anh sơn học gì hầu học gì tí, tí học một người một ít Anh chị làm đi học chị. làm cứ nhờ người ta người ai abc làm ngồi ghi nó làm biết nó cái gì hết <laughs> nên làm ơn anh chỉ muốn giỏi kỹ năng abc vận hành chỉ duy nhất là kỹ năng abc thôi anh chỉ giải quyết là chìa khóa không cần anh chỉ giỏi luôn làm thôi chỉ cần anh chỉ giỏi là làm kỹ năng abc rồi đóng vai trò là b đóng vai trò là a là chắc chắn chỉ sẽ là m ba m sáu m chín m càng cao thì kỹ năng abc càng cao để chị mới hậu đi hai chị thí hai chị sử hay tất cả những chị mentor mà lớn á là người ta đều kỹ năng ABC tốt đẹp hết nên chị nào đồng ý với đạo thất cho anh chị nếu chị làm đúng 100 k mà không lên m 3 cái gì lại cũng chị chị nào đồng ý con mình ok đi ạ à? xem là cái đường có làm đến 100 k ABC đúng nha đủ nha chị đồng ý con mình ok không lên m 3 mới lại chị 100 k ABC đồng ý con mình ok đi ạ à kỹ năng ABC cũng là sắc sắc thôi anh kể nên nhớ giúp làm có kỹ năng ABC là chìa khóa mọi vấn đề anh chị bán gì ạ à? bán mentor bán chương trình bán tài liệu và đi bán tôi đóng có trò là bê bán bán càng tốt là càng tốt chị cần chị cần, cần bán là sao là hết việc của anh chị và đôi khi chị đóng với trò là a khi chị cốt mục tiêu là sao tập làm sao chị cốt được một cái người cốt lên cốt ba sao thì tập cốt làm sao từ không lên cốt ba sao là ok còn anh chị cứ ABC là làm Nhờ mentor làm sao chị học được cái cách ABC chị làm đúng 100k cho là Không lên cái gì là cũng chịu hết Và chắc chắn chỉ làm 100k ABC trong thì đã à thì ra là vậy Nên tại sao từ 2019 đến 2021 Đặc biệt 2020 các anh chị Làm chị kỹ năng duy nhất mà làm học là kỹ năng ABC Làm được chọn là được đào tạo từ 2021 và 2022 Được tạo cho hệ thống vì làm cái người làm sai nhiều nhất abc anh chị và nghe anh 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 chị đều nghe nghe gì ạ à? nghe anh, anh, nguyễn nói trước đây mà mỗi lần mà làm abc là anh, nguyễn sợ lắm vì sao ạ à? gặp là tuột mút gặp là abc sai là tí ấp sai là đề cao quá rồi rất là nhiều thứ lố đó chị làm mà gặp nhiều lắm đến rồi mỗi lần nhận là phải mặc mặc phải hơi vào một tí chị nhưng mà làm gì à? làm khát khao được làm làm khát khao được gì ạ à? được, 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 đứng tốt anh chị nếu như mà làm không làm thì không làm m ba được anh chị trong 100 trăm ngàn người trong rất là nhiều người mà làm làm là, là ai mà không biết vận hành đó mà bực một nỗi là tim rất đông nhưng mà không kích hoạt được không vận hành được đó mà nên làm làm nhiều lắm chị abc rất nhiều luôn đó mà nên làm nó là chìa khóa để anh chị lên quất ba sao kỹ năng duy nhất tuyển dụng và và abc đồng ý mình cho làm số sáu đi à đến 100k bc chị lấy m3 luôn Phải là m1 đó Chị lấy m3 luôn á đến cho lại 100k bc Chắc chắn chị phải là m3 trở lên Đồng ý con 166 đi ạ à, Thắt thắt lên chị Chị làm đúng 100k bc Là chị lên Làm sẽ cam đoan luôn Và lúc đó chị sẽ nói Làm sẽ ngồi đứng đi làm nó Còn chị anh là Đây là code 3 sao Hay là mentor 1 sao Rất là xuống Thì anh chị hãy xem lại Kỹ năng abc Chìa khóa từ M1 đến M3 cũng là ABC Nhưng mà có xem kỹ năng cái phải đứng đào tạo Phải hợp tác hệ thống người ta mới cho ABC ABC có rất nhiều như ABC 11, ABC 21 ABC chương trình, ABC đào tạo vân vân Có rất nhiều ABC đó. ABC tài liệu Nhưng ABC là bản chất ha Rồi ok anh chị hãy nhớ học lại buổi ABC đặc biệt cái sáng nay anh anh Nguyễn mới đào tạo xong luôn đó mà anh Nguyễn thì khó có định rồi ha rồi tiếp tục anh chị nhé đó kỹ năng anh chị nhớ giúp làm vâng anh là như ABC ha. Rồi ok. Các bạn làm bỏ cái đoạn này ha. Nghỉ hưu. Tôi cái này bỏ luôn qua đi, cái này chắc chị nắm được rồi. Đấy. Ví dụ anh chị ha, muốn lên M3 kiếm một năm khoảng tầm là là, là gần tỷ anh chị nào đồng ý con một số 1 ạ. Tầm chắc 70 này. Đó, anh chị nào mà lên M6 đi ha. M6 là 3 tỷ đến 4 tỷ. Một chúng ta xài hết một năm có 1% trên tổng doanh số công ty anh chị nào mong muốn như vậy thì có mình cho làm số 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 một làm quen đi anh chị dầu nằm ở đây nè làm vì làm là cái người mà bán bất động sản á hoặc là làm là làm, làm kinh doanh làm là, từng làm tài chính làm từng đi làm tài chính coi rồi chứng khoán anh chị đi đầu tư là cũng có anh chị. nhưng mà gì ạ à? muốn giàu là phải có cổ tức muốn giàu là phải có tài sản đặc biệt là tài sản trong kinh doanh đặc biệt chúng ta có nguồn thu nhập thụ động anh chị chất lượng cao đó và một năm chúng ta cứ xài hết bán lẻ bán xỉ đi chúng ta một năm tôi rất một đồng một cái anh chị mà chúng ta chia gì à? một phần trăm gì à? cổ tức từng năm đúng mà ai ai mong muốn mà ai mong muốn thì coi mình số một đi anh chị thật ra hỏi ai cũng muốn thấy anh chị nhưng mà này có có dễ không anh chị đúng mà anh chị có dễ không thế anh chị có dễ không dễ hay khó à dễ hay khó anh chị anh chị từ từ một năm chúng ta kiếm ba đến bốn tỷ một năm sao chị khó hay dễ người ta làm có 5 năm có được người ta làm cả đời người ta không được đó chứ dễ khó à làm kinh doanh là phải như vậy làm kinh doanh là giàu hơn được đoạn này nè anh chị tất nhiên là khó rồi mà cũng không không khó cũng không dễ anh chị theo làm á không khó còn không dễ cả hai nó nằm lượng lượng 50 50 năm chị nhưng anh chị nhớ giúp làm này anh chị nhớ một câu cho làm này chúng ta muốn đạt vị trí nào đó thì chúng ta có làm như hàng ngàn người ngoài kia không? Hay anh chị phải dạ, chứng minh được anh chị khác thế nào so với hàng ngàn người ngoài kia? Anh chị hiểu chị nào hiểu con mình hiểu chị nào chưa con mình chưa? Mình làm với cấp độ là gì? bình thường làm sao chị đòi mơ lên M3, M6 được anh chị? Làm được C3 được anh chị? Chị hiểu làm không? Chị nào hiểu con mình hiểu đi ạ. Anh chị làm một cái vị trí là đại lý làm bình thường đường 1, 1, 1, 1, mà chị đòi lên M3, M6, M9, M12 Làm ơn phải táo bạo lên. Phải điên cuồng lên. Phải khác biệt gì mình phải gì khác cho hàng ngàn người ngoài kia anh chị. Anh chị hiểu không? Đoạn này quan trọng này. Anh chị phải khác. Tại sao tôi là M3? Tại sao tôi là M6? Tại sao là tôi là M9, M12 anh chị? Anh chị phải làm cách như là M3, M6, M9 và M12 anh chị. Anh chị hiểu không ạ? À? Anh chị nào hiểu con mình hiểu đi ạ. À? cái này là cái quan trọng nhất như anh chị đấu làm cốt một sao lên cốt ba sao sao anh chỉ làm chưa đúng với cốt ba sao chưa lên thôi anh chỉ làm đúng đúng là cốt một sao thì làm đúng với trò cốt một sao thì làm đúng với trò cốt một sao còn chỉ còn thua hơn con người đại lý bình thường mà anh chỉ đợi muốn lên cốt ba sao anh chị đợi lên m một anh chị đợi lên m ba <laughs> cái này là nhớ anh chị nó nó hơi phản diện với làm á chị sai không phải sai mà anh chị gì à? chưa chấp nhận được điều này đồng ý chị là đồng ý con về số 2 đi ạ à. đó anh chị đang làm với cái cấp độ bình thường cấp độ nào anh chị đang làm kiểu bình thường quá thì không chẳng gì khác gì cả thì chị đang đứng vị trí là đó nên muốn thay đổi gì ạ à? là phải phải khác đi phải làm giống như có ba sao phải làm như mày bè... penter một sao phải là một như một mentor 3 sao phải là một như một mentor 6 sao mới lên vị trí đó được con chỉ làm bình thường mà đó lấy kết quả phi thường không có ok nha đây là cái mà làm muốn thức tỉnh anh chị ngồi đây đó cái cái bí kíp mà làm sao làm hoa không lên đó, đoạn chỗ này này tiếp tục anh chị còn chúng ta sẽ làm đó đoạn đoạn này tí ha rồi đi qua đoạn này ha m ba m sáu bỏ qua đến chị ha rồi bỏ cái này luôn chúng ta gì à? là thưởng thông thường và cái này bỏ qua luôn chúng ta là một trong những doanh nghiệp mà gì à? rất là khủng khiếp ok quên trước khi mà làm nó cái này là nó cái này đến. anh chị tưởng tượng không một nhà cung cấp hiện tại muốn lên kề rugby ít nhất là dân số phải gì hai à? ba đến ba mươi tỷ anh chị ha là gì ạ à? là chứng minh lực thực chính đó anh chị tưởng tượng sau đây chúng ta có 300 doanh nghiệp đến 400 doanh nghiệp mà ngày đêm được đào tạo được huấn luyện được đem sản phẩm được chiết khấu được thử cho mình khi nào thì cảm thấy drop đi lớn không ạ anh chị một con mình lớn chút đi. lớn không hay là chị, chị nhìn thấy drop đi không hiện tại chúng ta có 150 doanh nghiệp ngày đêm là cho khuyến mãi ngày đêm là đào tạo ngày đêm chúng ta làm việc với chủ doanh nghiệp luôn anh chị tưởng tượng sao chúng ta có khoảng tầm là 300 doanh nghiệp 300 ông tiểu phú sau này có có ngàn tỷ vô nữa thì sao anh chị tự tưởng tượng không tự tưởng tượng lắm không anh chị không bỏ cái gì hết được học được đào tạo được nhận lại tất cả những tinh hoa của những người giỏi nên làm ơn anh chị xây dựng thân với cái người nhà cung cấp chút lãm một cái họ là ai đó ở ngoài kia mới vào được rugby đó anh chị không dễ vào rugby đâu để vào rugby rất khó về năng lực tài chính đến năng lực vận hành đến câu chuyện sản phẩm cũng rất khó anh chị đúng mà nên làm thấy đa phần mọi người chưa thấy được cái niềm tin là gì chúng ta có 300 doanh nghiệp 300 nước thì tự từ từ một, một doanh nghiệp thường của đi một nước đúng không ạ hiện tại chị làm rugby chúng ta đi được 15 đến 20 nước này chúng ta đã đứng trên vai khổng lồ anh chị chúng ta thường gì rất nhiều thường gì Hàn Quốc Singapore New Zealand Mỹ Malaysia Singapore quá trời luôn Bali Indo chúng ta chúng ta gọi là gì à? thưởng hưởng trùng hưởng rất khủng khiếp mà mới một mới 3 ngàn sản phẩm thôi thì từ từ không ạ à? chúng ta có 10 ngàn sản phẩm thì sao ạ à? anh đi nào tưởng tượng chúng làm rồi có một số 6 đi ạ à. khi anh chỉ có 10 ngàn đại lý 10.000 ngàn đối tác thì đi ạ à. chúng ta chỉ có 10 ngàn sản phẩm 300 ông chủ doanh nghiệp đúng không à. ạ chúng ta được học tập chúng ta được đào tạo chúng ta được huấn luyện chúng ta được nhận được gì ạ à? Anh chị làm copy đi khắp thế giới rồi. Rất là khủng khiếp luôn anh chị. Nên cái tầm nhìn anh chị cứ thấy được điều này. Làm thấy được điều này nữa anh chị. Vì trước kia là toàn nói về tương lai thôi. Sau này có 3.000 sản phẩm. Sau này có hai kho. thế này đa quốc gia. Sau này mà sau này. Giờ là thực sự 80% luôn anh chị. App Mon cũng có. Đúng không ạ? Công nghệ chúng ta cũng đã hoàn thiện. Chúng ta có hai kho. Chúng ta có 3.000 sản phẩm. Chúng ta có hết rồi anh chị. Chúng ta đã thống nhất được quy trình đào tạo luôn rồi chúng ta là cái giai đoạn là vàng son rồi anh chị chị nào đã thấy được vàng son của mình số 1 đi ạ à? giai đoạn này được gọi là vàng son nhất của thị trường rugby này nhưng chị nói chị là không thể còn rất nhiều thị trường thì chị là nó thật luôn á giai đoạn này được gọi là giai đoạn vàng son nhất của rugby chạy giai đoạn này mới ngon nè chúng ta trước đó đâu trước đó là ráp rất nhiều mô hình ráp rất nhiều quy trình sai lên sai xuống thì giờ mới ngon nhất nên chị nói với là làm là anh chị biết sớm hơn không thời điểm thích hợp nhất là thời điểm này và thời điểm chúng ta quyết định là đúng mà chúng ta còn rất nhiều thị trường tôi có 10.000 sản phẩm thì tưởng tượng đi chúng ta còn rất nhiều 100 triệu dân lượng chưa tới nước ngoài đúng mà chúng ta đã đi mấy nước rồi chúng ta còn rất nhiều nước nữa chúng ta chưa tới nước ngoài mà riêng thị trường Việt Nam 100 triệu dân thôi chúng ta có mới 140.000 chút sơ à không chấm mấy à 0.1% mà chúng ta còn rất nhiều thị trường đó là cái mà làm muốn gợi gắm tầm nhìn cho anh chị làm ra một copy vì điều đó anh chị chứ không phải là lúc trước mình bị bán bán bị phẩm đó không chị đúng mà đôi khi anh chị ở đây á, vào copy chỉ việc bán lẻ thôi chưa thấy được tầm nhìn lớn như vậy đôi khi anh chị bán lẻ được lên cốt một sao cốt hai sao cốt ba sao anh chị tập từ từ anh chị có thấy được tầm nhìn làm thấy tầm nhìn cái đến hai từ hai nghìn mười chín thôi anh chị làm làm copy vì điều đó anh chị một cái ngày mà là từ từ mình có mười ngàn người chỉ cần đi cho một thôi là xong và trong vòng 3 năm nay hai năm nay là đã là, là cũng cũng là không giàu lắm mà ít ra là cơm áo gạo tiền không lo làm ngày hai ba tiếng được tự do anh chị thích mình làm thích mình đi đâu mình đi ít nhất là mình tự do tài chính của mình thôi đó là cái mà làm đã đạt được trong vòng 4 năm ok à anh chị nào mong muốn như vậy con mình ok đi anh chị nên chúng ta còn rất nhiều thị trường để làm làm nhắc lại một lần nữa chúng ta còn rất nhiều thị trường chúng ta còn rất nhiều việc làm chúng ta còn rất nhiều thứ để làm ok ha tiếp nha anh chị đó hy vọng rằng là truyền được cái năng lượng này có nhiều anh chị được này trường khó không phải khó mà là do thị trường trong nguy có cơ thật ra anh chị phải phản bắt là uh, data nào đây cảm thấy là không chốt được chị nào đang như vậy con mình số 2 này giờ là thực tế luôn này cảm thấy data giờ này khó không còn mình số 2 thật lòng anh chị khó có mình số hai này là nó cho anh chị nghe anh chị nào cảm thấy bình thường có mình số 3 anh chị nào cảm thấy khó có số 2 là cho nó hiện tại cho chị xem luôn theo tỷ lệ của công ty theo cái bảng mà báo cáo mỗi ngày anh chị tỷ lệ ta nó đang nó đang bằng tất cả các khác, khác. Anh chị tưởng tượng không nó bằng với tất cả, cả các tháng anh chị nghĩa là gì ạ tháng này người ta tuyển được tháng sau có người khác tuyển được nên tỷ lệ đang là trung bình hiện tại nó không có thay đổi được cả các anh chị đa số thì chúng ta làm việc là theo cảm tính mà mọi người bảo tháng làm anh chị là theo số liệu làm làm việc với đội marketer làm may mắn anh chị làm là làm, làm việc rất sát với đội marketer với Mâu, với anh sơn về chiến lược data mà làm phải là một năm nay mà cả 3 4 năm nay rồi. Mà tỷ lệ hiện tại làm thấy mỗi ngày là trung bình chốt là bằng với tất cả các năm luôn. Vậy vậy do ai ạ? À? do chỉ do ai ạ? À? Do ai anh trời? Và thứ hai á có một cái mà làm muốn nhắc là trong buổi tối ngày hôm nay là gì ạ? À? Làm ơn gọi xong gắn tác cái mỗi lần làm việc với đội marketing xong à anh ơi tỷ lệ nó bình thường mà anh vì mọi người gắn tác tỷ lệ này nè gắn tác trong data để làm sao hiệu quả nhất là tại sao tháng này nè lại có thưởng được 20 phần trăm khi chị gắn tác 100 phần trăm đó vì gắn tác đó là cái sự làm việc giữa mình với đội mắc người ta sẽ tối ưu nhanh hơn nên chỉ là đồng ý chúng ta phải mỗi lần gọi data thì gắn tác coi mình ok đang giúp mình và giúp cả hệ thống giúp cả công ty đồng ý con mình ok công ty sẵn sàng là chi là 20 phần trăm data hoàn là chỉ khi gần gắn tác thôi nên làm làm việc bên với bên đội tơ xong á anh ơi tỷ lệ trung bình chúng các kháng anh ơi tỷ lệ data nó, nó, tốt đối với các kháng vì do một phần anh chị không gắn tác gắn khác á, là cái đơn đơn giản thôi vào cái data có cái nút ấn bấm cái gắn nhãn á bấm thay đổi gọi không bắt máy gọi được vân vân đó là được thôi nên anh chị nỗi lần mà làm việc với đồ mà xong á là bị bị nổi lại anh ơi đại lý này thì là đúng mà thì là đúng mà đủ mà nó phải gì đâu nên làm ơn anh chị phải lưu ý giúp làm phải anh chị nào mình dùng đăng thân tơ á phải gắn tác là giúp làm ha rồi tiếp tục anh chị đi nhanh ha rồi nói về việc gì ạ à? kế hoạch cụ thể vậy tôi làm họ thật nha anh chị nào đã có kế hoạch lên C3 rồi coi mình số 1 anh chị nào chưa coi mình số 2 có anh chị nào là C3 lên M3 rồi thì coi mình số 1 luôn anh chị nào chưa thì coi mình số 2 thật lòng là nè làm họ thật luôn á anh chị nào làm gì Anh chị nào đã có kế hoạch rồi comment số 1, anh chị nào chưa coi mình số 2 thật lòng này, biết kế hoạch cụ thể lên c 3 chưa? Thật lòng nha. Không xảo nha trời. Rồi làm hỏi thêm một câu nữa. Anh chị có tin về kế hoạch anh chị ghi ra với mentor của mình không? Tin con mình tin chị nào chưa? Con mình chưa? anh chị nào nghi ngờ thì coi mình chưa anh chị nào tin chưa tin thì có mình tin chưa thì coi mình chưa đã có kế hoạch rồi thì phải tin mà chưa tin thì coi mình chưa coi mình chút làm đi à lên biết lên kế hoạch cụ thể rồi ok đó nhưng phải tin không tin thì coi mình tin anh chị nào chưa coi mình tin. chắc chắn là C 3 là là tin rồi đâu <laughs> ok tin thì coi mình tin comment đi à thật lòng là cái này cái cái này là gọi là điểm vàng này Nghe cái này xong thì lên C3 luôn tôi đúp lại này. Tháng sau lên C3, tháng 7 lên C3. Tin hay không tin ạ? À? Tin đi comment số 1 anh chị nào tin cho comment tin đi làm chưa comment chưa? Anh chị nào tin comment tin anh chị nào chưa comment chưa đúp lại đi ạ. Rồi ok, số 1 cũng ít quá ta. Chưa có được anh nhiều anh chị chưa ha. Rồi ok. Tại sao anh chị chưa? tại sao anh chị tin theo anh chị lên kế hoạch xong mà không đạt được có sao không có mình này anh chị lên kế hoạch xong mà không đạt được theo anh chị có bị sao không có mình nè có mình có mình cái này hay nè điểm lên sao làm đây nè theo anh chị anh chị lên mục tiêu và kế hoạch với cái người mentor xong anh chị lên không làm được có hay không bị gì không mất năng lượng anh chị khác thì sao ạ à? anh chị hiểu câu hỏi của làm không anh chị lên kế hoạch với người mentor của mình nhất định là tháng 6, tháng 7 này chạy trí mấy ngày tốt nhất là lên c 3 và anh chị chưa đạt được thì bị sao không Thế anh chị bị sao không ạ à? anh chị bị sao không bình thường cần cố gắng thêm anh chị khác thì sao ta con mình 140 con mình 20 <laughs> 120 người khác đang không nằm ở đây hay là không hiểu là làm những gì, những đi làm nói là sao ạ? À? là do anh chị chưa chiến đấu 23 giờ đến 59 phút mà anh chị cảm thấy mình đã chiến đấu hết sức chưa? nếu anh chị nào chiến đấu hết sức rồi mà không lên được thì bình thường còn nếu chiến đấu hết sức rồi mà đạt được thì ok mà chiến đấu hết sức rồi mà chưa đạt được thì bình thường anh chị nào hiểu không? thì con mình hiểu này. Nếu gì mà cảm thấy đặt vào cái tim của mình nè Mình chiến đấu hết sức rồi Mình đã làm hết sức rồi 23 giờ 59 phút mình mới bỏ 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 dao xuống Bỏ kiếm xuống Bỏ xuống. thần đông chị Chúng ta đã làm hết sức Nếu như anh chị làm hết sức Làm đảm bảo luôn 100% chị lên được C3 đúng à chị nào đồng ý với là có mình ok đi ạ à. và anh chị chưa tin chưa tin về mục tiêu đó chưa tin về kế hoạch đó và anh chị chiến đấu Mà làm sao hàng đêm không ngủ được đến 23 giờ 59 phút ngày 30 ngày 31 mà vẫn còn đặt chiến đấu còn vẫn gọi data vẫn tuyển dụng vẫn bán hàng vẫn om om vẫn chạy số chạy sao thì lúc đó đặt bộ bản thân mình ok mình làm hết sức rồi mình ngang đó thôi mình làm lại còn mình mình làm chưa hết nữa anh chị có nhiều chị chưa chưa, là, chưa là tới nữa mà làm được được 3 ngày 10 ngày tuột mút bye bye luôn rồi. có những chị lên mục tiêu ra xong không dám gặp người mentor là chị nào đang như vậy con mình số 2 thật lòng nè làm thế gì làm chứ, gửi mở cho anh chị làm thế mở lòng cho anh chị ra rồi anh chị nào đang ở đây chúng ta không dám gặp người mentor của chị comment mình số hai chị nào bình thường con mình số 3 thật lòng này đoạn này đoạn thật lòng này vì tại sao ạ à? Tại vì anh chị lên mục tiêu với người mentor chị tiêu hoàn thành anh chị ngại. Nhưng mà làm ơn. Anh chị chiến đấu hết sức rồi mà không lên. Bình thường. Mà cho dù anh chị mà gì à. Chiến đấu không hết sức. Thì theo anh chị có gặp lại không à. Anh <laughs> chị nào có thì có mình có. Anh chị nào không có mình có. ai à, anh, anh, chị nào không thì có mình không à. Anh chị có không à hay là không à. Theo anh chị chiến đấu không chiến đấu hết sức luôn có gặp lại không ạ? Có hay không ạ? À? Nhắn tin với anh chị, comment đến chị, cứ phần hay nhất về phần tương tác anh chị. Lên sao lên số nằm đây này? có anh chị. Làm thấy phần đông anh chị ngại gặp mentor của anh chị. Anh chị đây không được, anh chị không phải đâu anh chị. Mấy người mentor trước đây cũng giống anh chị mà. Đúng mà, lên mục tiêu kế hoạch mà không đạt được là chuyện bình thường. Mình thả ta mình lên lại. Nhưng lên lại phải mà làm cái tốt lại cho mình một đến hai lần thôi anh chị ha khi mà anh chị hiểu được cái giá trị này thì anh chị sẽ tăng tốc rất lớn anh chị đúng mà có nhiều anh chị hơi bị một cái gì đó anh chị hơi tự tí á hơi tự ái là chúng ta không làm được chúng ta không dám đập luôn đó thì đó là cái 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 rào cản ngăn có chị vì chúng ta bốn chục năm ba chục năm hai chục năm và 10 năm qua chúng ta chưa bao giờ có kế hoạch mục tiêu rõ ràng và chưa bao giờ chiến đấu giấc mơ của mình nên bây giờ chúng ta chiến đấu thì sao ạ à? thì chưa đạt được là chuyển bình thường đúng không ạ? nếu làm nó lại một lần nữa quan trọng anh chỉ cho trả lời cho làm hai câu hỏi một tại sao anh chỉ lên cái cấp bậc là quất ba sao đúng không ạ? À. hai có lên bằng mọi giá hay không hay là được cũng được mà không được cũng được chỉ cần anh chị giải quyết hai được hai câu hỏi này thôi là anh chị chạy cấp bậc được đó mà và quan trọng là cái thái độ cái tinh thần của anh chị á phần đông mọi người chạy mục tiêu không được nằm ở đoạn này thôi chủ yếu phần tinh thần ha à, ok đó là gì đó là cái cách của người lãnh đạo người mentor vì anh chị đang xây dựng cái câu chuyện để truyền cảm hứng sau này. Đó ạ? Nên có nhiều anh chị nói với làm làm đã follow rất nhiều anh chị. Không có anh chị nào mà chiến đấu hết sức đến 23 giờ 59 phút ngày 30 hoặc ngày 31 mà không nên cấp bậc được hết ấy. Đây là kinh nghiệm của lão luôn đó. thì làm theo dõi tin mình luôn. Chưa có anh chị nào mà cam kết từ ngày mùng 1 đến ngày 31 đến 30 mà chiến đấu hết sức mà chưa lên được cấp bậc. Làm tin thì điều đó anh chị hiện tại tiến vô lão đang có khoảng tầm là trên 200 đang cốt một sao á có ba sao khoảng tầm trên 30 đó. mà một khoảng tầm 15 20 anh chị ha thì đó là cái mà cái tin hiệu lão ha tiếp anh chị rồi đó là cái cách mà để anh chị vượt qua đó anh chị làm nó lại ha cái phần lên sao lên số thì nó nằm ở cái phần tin hay không tin thôi anh chị rồi ok cái cái này này ok vậy này cái họ hỏi, hỏi tiếp tục này theo anh chị ha khi mình lên một sao rồi thì cái bài toán nào thì mình ưu tiên bán hàng tuyển dụng hoặc là chăm sóc cái nào ạ à? cái nào mình ưu tiên hơn so với cái khác bán hàng tuyển dụng và chăm sóc chăm sóc được gọi abc gọi chăm sóc ạ cái nào anh chị mình thiên hơn về một cái đó nếu chị nào lên cốt một sao rồi chúng ta đang là ngồi cốt một sao này thì anh chị muốn lên cốt ba sao thì cái nó là cái ưu tiên hiện tại nhá ưu tiên nhiều hơn so với trước chính xác đó là tuyển dụng đó là tuyển dụng anh chị anh chị tuyển đủ quân vô và anh chị chăm sóc trong là chăm sóc thì cần abc đó lên một sao rồi cái duy nhất chút làm anh chị làm sao giải bài toán tuyển dụng mà tuyển biết không được làm nó hơi chán lắm rồi chút nữa làm sẽ dành cho khoảng tầm 15 20 phút để giải quyết bài 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 bài, bài, toán tuyển thì nào đồng ý con mình số 2 thì à, để làm đi hết chương trình tối ngày hôm nay đó chút nữa là sẽ giải bài trước là tuyển được hay không được, được. đồng ý con mình số 2 chút nữa là sẽ dành cho chị 15 20 phút về phần phần tuyển ngày hôm nay hôm nay chơi cô mẫu đến 12 giờ cũng được luôn <laughs> ok anh chị ha đó chút nữa là sẽ giải quyết phần tuyển đó anh chị rồi, ha, tiếp tục anh chị. Đây, đây là cái mà gì ạ? À? Cái duy nhất anh chị chưa tin. Chỉ cần anh chị tin được cái bài học đầu tiên trong hành trình làm cốt một sau anh chị đọc cái phần thứ hai là bảy bài học nền tảng là cấp số nhân. Chỉ cần anh chị tin vào cái này thôi anh chị. Là anh chị tuyển rất nhiều luôn về cấp số nhân. Anh chị nào bài biết bài học cấp số nhân rồi con bài số 1, anh chị nào chưa coi bài số 2 Anh chị nào biết bài học về cấp số nhân đổi con mình số 1? Anh chị nào chưa con mình số 2? Và chúng ta gì ạ? À? Bài học cấp số nhân là gì ạ? À? Là đơn giản và sao chép đúng không anh chị? Đơn giản và sao chép. Theo anh chị là nói về tim trong bộ C. Một tháng chỉ 30 ngày tuyển được một đại lý và bán được 2 triệu lẻ không? Anh chị nào làm được con bằng số 6? Anh chị nào không được con số 7? Thật lòng nè. Tôi làm hỏi nha. Anh chị tự tin rằng là chúng ta một tháng tuyển được một đại lý và bán được 2 triệu lẻ không? anh chị nào làm được con mình số 6 anh chị nào không được con mình số 7 và anh chị đã truyền được cái lửa tim của mình mình có thể làm được tất cả mọi người đều làm hoàn thành được để một đại lý vá và, và hai chủ lẻ không? đơn giản vá và, và phần đông chúng ta đã làm bị sai chúng ta chưa làm nghiêm túc về tuyển anh chị nguyên tốt về trăm độ xe nên chị cảm thấy khó đồng ý không ạ à? như là đồng ý con mình số 1 chị nào chưa con mình số 2 ta sẽ làm nói điều này anh chị vì rugby thiết kế ra để làm cấp số nhân anh chị và chúng ta dựa theo cái gì bài học cấp số nhân đó. chỉ cần trong tim anh chị đừng có đau đau chỉ cần một người tuyển được một người và tất cả mọi người đều tuyển được một người đúng không trong 30 ngày chúng ta làm chưa tới ở trong độ C và anh chị chưa đóng được ba vai trò là gì à? là người học trò giỏi người thầy giỏi và người thầy của nhiều người thầy Anh chị tìm anh chị nào mà làm được trăm đồ sơ tốt mỗi tháng á Thì làm rất đơn giản Phần đông anh chị Là chúng ta chưa làm được Chưa hiểu được cái cấp số nhân Bài học thâm thuy cao nhất trong khoa học hệ thống Vì gì ạ Vì cái niềm tin Cái niềm tin chúng ta giờ à? Mình nghĩ mình làm không được Và tim của mình không làm được anh chị Chúng ta vẫn trở thành chưa tới Và cái chìa khóa là gì ở cấp số nhân Ví dụ bà Thắng Lãm này Từ 1 đến 1, 2, 2 khó Từ 2 lên trăm người này có 3 sao này Khó cực kỳ luôn Nhưng mà từ 100 đến 200 nó nhanh lắm Từ 200 đến 500 nó nhanh lắm 500 đến 1000 Mình đều không biết ai là ai luôn anh chị. Nhưng mà chúng ta gì ạ Đôi khi chúng ta đang làm gì cả? Chúng ta làm, làm quá đi Chúng ta không hiểu được bản chất Về trăm độ C Anh chị nào để ý Tin nào mà cốt 3 sao nào hoặc là cốt một sao là, làm tốt trăm đồ xe thì chắc chắn tin rất là bền và lên rất là căng các cốt các bạn tôi ngồi đây đồng ý không ạ chỉ cần việc đơn giản mà ai cũng làm được và cấp số đứng lớp bền vững bây giờ một người tuyển một đại lý và bán hai chỗ nào nên đôi khi chị chúng ta giờ cần đó không cần chị chúng ta tôi tôi chúng ta chuyển ca nhân càng tốt bán ca nhân càng tốt nhưng mà chúng ta ai ai cũng làm được theo cấp số của khoa học hệ thống đưa ra thì 30 ngày anh chị không tưởng được một đại lý và theo anh chị làm được lớn được không ạ à? Con mình đi à? Có làm khó khăn nhé. <laughs> Có làm được không anh chị? 30 ngày đi kinh doanh bán hàng tuyển dụng một đại lý và bán hai triệu là theo chị làm được không anh chị? Và nghĩ tin mình làm được không à? đây là chìa khóa này đây là cái vấn đề này đây là bản chất này anh chị nằm ở đây nè không cần đau có bố lâu đâu chị chỉ cần cái này thôi mà anh chị truyền được cái năng lượng này cái kinh nghiệm này cái thực tế này cho tim của anh chị là anh chị giải được bài toán tiền không được nó nằm ở chỗ anh chị làm chưa tới làm chưa đúng chương trình đúng như đúng, đúng, đúng bán hàng bà chất thường dùng đúng bác bán hàng khó hơn thường dụng đôi khi là vậy luôn Nên cái phần này nè anh chị đúng mà cái phần này là nó là nếu chị nào mà để ý kỹ á là chị cần anh chị tưởng tượng đi một tháng tôi tập tuyển không được một người đúng mà anh chị làm chưa tới chứ học người ta chúng ta sẽ phân tích kỹ cái đoạn này cho anh chị đúng mà chỉ cần anh chị giải quyết bài toán cấp số nhân là người lớn cũng làm được trẻ sinh viên cũng làm được đó là một người già cũng làm được ai cũng làm được đó mới gọi là robot đúng mà đó mới gọi là quan trọng là cái niềm tin của anh chị kia cấp số nhân của anh chị kìa và cái niệm tiến phạt phạt bắt nó đơn giản chưa? Hay là chuyện vẫn còn khó? Và anh chị công nhận làm chị đã tư vấn trên 100 người một tháng cái khi nào đã làm được rồi coi mình số 1 anh chị nào chưa có mình số 2. Ít nhất 100 người một tháng. Anh chị có làm đi ạ. À. 100 người một tháng chị đã làm được rồi coi mình số 1 anh chị nào chưa có mình số 2. Tư vấn 100 người một tháng. Anh chị làm chưa tới. <laughs> Thấy không ạ? À? Anh chị làm chưa tới là tính chắc anh chị nào tư vấn trên 100 người không chịu một người mới lạ và đôi khi 100 người á, đầu tiên á, là mới học nghề chưa xong thì tùy theo năng lực của mỗi người nếu đi 100 người không được thì 200 người chuyển được một người chị làm được không ạ à? là 100 người đầu tiên mới chuyển được một người cùng các viên thì cái đại lý nó nên á, đôi khi thì cứ nằm ở chỗ là số liệu thôi và anh chị chưa tin điều đó làm tin chắc rằng nếu chị nào mà làm nghiêm túc mà 100 người trở lên thì không có mà gì là, là là được một đại lý là phần nhiều nó năm đến 10 nó cứ tính tháng này qua tháng khác có kinh nghiệm rồi chăm sóc rồi mua dòng thống lâu nữa. anh chị nào từ tin tư vấn trăm người thì ra được người nào thì con một số sáu làm quen à anh chị nào tư vấn tr trăm người ít nhất có một hai người con một số bảy làm hỏi thông tin mình không này có <laughs> <laughs> nào tư vấn không được à đó và anh chị làm chưa tới để làm nghĩa anh chị làm chưa tới làm một đoạn này thôi và anh chị biến cái niềm tin này nè cho đồng đội của anh chị cho team của anh chị chỉ cần mà mọi người phải cam kết tất cả mọi trăm độ c mỗi người hoàn thành một đại lý trong vòng 30 ngày thôi không cần làm gì nhiều Để một đại lý ba ít nhất là vậy là được và quan trọng thì tin về cấp số nhân ok anh chị nha rồi chút nữa là phải nói về kỹ phần này hơn đi nha anh chị đó đa số mình không tin cấp số nhưng mọi người không tin anh chị nào mà tin á anh chị sẽ xây dựng cái kênh phân phối lớn mà được còn mà chưa tin Thì là không được đâu có rất nhiều cái lần sai là anh chị trăm độ c trăm độ c anh chị đóng ba vai trò đầu tiên học trò giỏi làm thầy và thầy của nhiều người thầy chỉ cần chỉ làm tốt cái này thôi không chỉ là m một m ba m sáu m hai mươi m năm cũng được ha cái này không phải là drop người ta đâu chị ha học từ khoa học hệ thống đó anh chị rồi đi qua một cái chúng ta mới cứ gọi là phân loại này anh chị đó ví dụ như là về cấp số nhân về niềm tin các chị sai dựng trong thứ hai về gì vậy? về phân loại đối tác sàng lọc từ data sàng lọc từ thật ra đó đây là một cái phẻ đó, anh chị một cái phẻ để lọc ra lãnh đạo thì chúng ta sẽ có rất nhiều cái quy trình và mô hình để chúng ta lọc ra anh chị nào biết ma trận này rồi coi mình số 1 anh chị nào chưa coi mình số 2 ma trận BCG chị nào nghe nghe mô hình BCG phân loại đối tác chứ phân loại về lãnh đạo chứ chúng ta bắt đầu đi về chủ đề này phân loại năng đúng không à phân loại lãnh, lãnh đạo đúng không ạ à? sàng lọc lãnh đạo thì cái ma trận BCG này anh chị nào biết rồi coi mình số 1 anh chị nào chưa comment số 2 anh chị cái này anh chị nào mà phân loại tốt á thì làm rất là nhẹ nhàng luôn anh chị kêu biết ha phần số 2 nhiều vậy rồi ok. Thì thật ra margin BCG Martin á nó ứng dụng vào cái mô hình chứng khoán. Mô hình chúng ta chọn được cái cái chỗ nào để kinh doanh tốt để, để đầu tư tốt đó anh chị. Mà nó chừng thể đó, từ các anh chị sale hoặc anh chị mentor hoặc là chị nào cốt á nó vận hành tất tất cả lĩnh vực luôn. Thì là sẽ ứng dụng cái BCG này vào trong phân loại data lẫn đối tác luôn đó anh chị. Đúng ạ Thì đây là những cái tượng chân thôi nha không phải là ám chị anh chị chỉ là đồng ý con mình ok có rất nhiều anh chị hiểu nhầm lắm á chị <laughs> đây là cái tượng chân mà làm dễ hiểu hơn và người hiểu không chứ không phải là anh chị chỉ là đồng ý con mình ok đi ạ à. làm rất là sợ hiểu lầm anh chị đây là những cái tượng chân mà trong ba trận giờ để anh chị dễ hiểu và hiểu sâu hơn và nhanh hiểu hơn đúng không ạ đầu tiên là những người cháu hỏi là sao đúng không ạ những người cháu hỏi á là những người uh, data người ta không có nhu cầu này vẫn vẫn chúng ta là không tốt hoặc là những người là đảo anh chị người ta là gì người ta thật sự là người ta không không có nhu cầu đó là mình phân loại ví dụ data nhỉ những người không có bắt máy không có nhu cầu này người ta chữ lại mình anh chị đó những người là những người đọc họ người ta cắt máy người ta mà mà người ta không có nhu cầu thì mình bỏ qua những người đó còn những đại lý vô người ta chuyển nhân vô xong người ta im luôn <laughs> là những người hỏi đó đúng họ là anh chị nào lên cốt một sao xong im ra luôn nghĩ luôn có <laughs> những người giáo họ đó không ha còn những người Con chó là gì là những người chúng ta gì ạ à? người ta chữa lại mình người ta chưa tìm hiểu kỹ người ta nói à mày đã cấp không phức đó mà người ta luôn luôn nói có vấn đề anh chị mình phân loại ra thì đa thứ tư hoặc là tuyển dụng nằm trong đoàn này là 50% phần trăm này còn những người ngôi sao và những người con bò là gì ngôi sao là những cái người lãnh đạo là những người data người ta có nhu cầu nóng thực thụ người ta muốn phát triển người ta muốn xây dựng doanh nghiệp hoặc là người ta muốn phát triển luôn và những người có nhu cầu thực thụ để người ta tìm cái cơ hội để kinh doanh tìm cơ hội để kiếm tiền người ta làm nóng mà người ta cũng chỉ tốt rất dễ người ta chuyển khoản ngay luôn và sau thời gian người ta làm những người ngôi sao thì có 5 đến 10 thôi anh chị cái, 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 này hơi hiếm có còn con bò là chiếm tới gì ạ à? là 45 40 phần trăm cái này 10 cái này 40 này còn hai cái 50 này con bò là những người có nhu cầu nhưng mà gì à mà chưa ra quyết định được hoặc những người đại lý người ta có nhu cầu vào làm nhưng người ta không còn nghi ngờ người ta chưa ra quyết định được anh chị người ta có còn thời gian là gì là cho cho thông tin rồi cho gì à? cho cỏ cho nước để ăn uống không thì chúng ta cho thông tin thì chúng ta cho những cái buổi đào tạo đúng không niềm tin này đúng không ạ bảy bước thành công này anh chị rồi bốn bộ nền tảng vân vân những cái buổi gì à? À, à đại hội thành công mà để người ta tin đó anh chị đúng mà thì cái ma trận này là sẽ áp dụng cho cái phân loại cả tuyển dụng lẫn vận hành đúng hả làm ưu tiên dùng cái này nhiều nhất anh chị nên làm nó luôn sẽ phân loại như vậy anh chị ha có cái gì nào hiểu rồi comment số 1 anh chị nào chưa comment số 2 à? dễ không anh chị nên chúng ta ưu tiên những người ngôi sao những người có năng lượng những người có mục tiêu đây này Ok nha anh chị ha, đó, là cả. Thứ ba là tôi đi nhanh tí ha, hơi khuya rồi. Rồi, tiếp tục quý anh chị, thì trong trong cuốn sách 180 ngày xây dựng cái phố chị, tất cả những tinh hoa về vận hành hệ thống, về kiến thức mà chỉ chị từ code 1 sao lên code 3 sao hay mentor 1 sao mentor 3 sao, nó nằm trong cuốn sách này phần 2 hết. Và bất kỳ anh chị nào đang vận hành mà đang bị rối, đọc lại bảy bước này. Làm trong bảy bài học này không có đi đâu hết chị sau này chỉ có 10 000 người đến một triệu người cũng nằm trong số này thôi và đây được gọi là bài số 3 tìm ra nhà lãnh đạo của bà đúng không tìm ra nhà lãnh đạo của bà đúng không trong hoạt động kinh doanh này có những người kéo bạn lên và có những người kéo bạn xuống những người kéo bạn lên là những người lãnh đạo những người kéo bạn xuống là những người tà chúng ta phải sàng lọc anh chị bản chất copy là sàng lọc cái phèo sàng lọc xuống rồi cấp bậc càng cao thì càng nhỏ nhưng mà chúng ta phải có kỹ năng sàng lọc Đôi khi á, tháng này là anh chị đang là lãnh đạo Nhưng tháng sau chị đang là cục tạo à, Anh chị nào đã từng như vậy thì con mình số 1 Anh chị nào chưa con mình số 2 à. Có những tháng tại sao có rất nhiều anh chị Tự nhiên mình biến Đang là lãnh đạo cho mình cục tạo luôn Có anh chị nên từng ván chúng ta nên ưu tiên ai là bảo số số 4 ưu tiên làm việc với 5 người khác nhau với 5 nhóm khác nhau có năng lượng và mục tiêu nên đôi khi tháng này thì đang năng lượng nhưng tháng sau thì đang tiêu cực cái gì thì bị loại khỏi danh sách cái nào hiểu có mình hiểu đi ạ à? cái đoạn này đa phần anh chị không không xác định được anh chị làm thay mọi mọi người đang cố chấp đoạn này này cái người này đang năng lượng đó nhưng mà tháng sau người ta có vấn đề người ta đang tụt bút người ta đang xuống tất cả mọi thứ mình cứ dồn hết tâm tư tình cảm của người ta thuộc ra mình thuộc luôn là nó từng như vậy rồi chị không nói là xa lãng nè vì mình không hiểu được bản chất chị mình đang làm cảm xúc quá vì phần đông á chị chúng ta đang làm bị cảm xúc mà chúng ta không làm lý tính là con số số liệu đúng mà nên mà để được cái cảm được cái đồ này á mọi người cần trải qua một thời gian mọi người cảm mọi người sai mọi người nhìn nhận nằm ở đoạn này đấy chị tháng ngày người ta rất có năng lượng những tháng sau chưa chắc ba tháng sau chưa chắc và một năm sau cũng chưa chắc anh chị và đôi khi anh chị nào ở đây đã từng như vậy còn mình số một thật lòng anh chị anh chị không có mình nữa à? hay là giờ quá ta <laughs> có giờ không anh chị tốn hay cái phần hay nhất năm đoạn cái phần hay nhất cái chỗ tương tác á thực chiến năm ở chỗ tương tác là hay nhất ngộ nhiều nhất cái năm chỗ tương tác anh chị thật ra, ra phần nội dung là nó nói mấy mấy tháng này rồi có hết tương tác hết rồi nhưng mà để anh chị ngộ để tìm ra anh chị làm hoài không lên á năm đoạn này là chúng ta chưa biết ưu tiên ai chúng ta chưa có kinh nghiệm ưu tiên chúng ta biết là chúng ta chưa xác định được cái tháng đó người ta tiềm năng hay là người ta là cục tà hay người ta là đạo theo anh chị như thế nào được gọi là lãnh đạo và như thế nào là cục tá anh chị ví dụ một tháng làm sao mà chúng ta biết anh chị đố anh chị luôn theo kinh nghiệm của lão nha <laughs> là những anh chị nào có mục tiêu và kế hoạch đó là những người ngôi sao đúng mà những người theo làm nha mà có mục tiêu và kế hoạch hàng tháng đó là những người ngôi sao có mục tiêu kế hoạch xong mà người ta chứng minh rằng người ta muốn khá khao, người ta muốn đạt được điều đó người ta muốn gặp mình người ta muốn nói chuyện với mình về mục tiêu đó đó là những người ngôi sao anh chị nào hiểu con mình anh chị nào không có mình không hiểu có những người mà anh chị bị lơ đi họ chỉ lơ cái người mẹ tơ anh chị đi anh chị đang vào tình trạng là gì sao? anh chị muốn sẽ anh chị đi nhờ vả chứ anh chị muốn chạy mục tiêu thì anh chị phải phải tụ động lên anh chị phải đưa lên bàn tay thì trên người ta mới mới nắm xuống người ta mới kéo anh chị lên mà phần đông anh chị thì không phát hiện điều này đúng mà đôi khi những tháng đó chỉ đang là cục tá <laughs> vì gì ạ mục tiêu năm là quyết định mục tiêu tháng mục tiêu tháng là đúng không mục tiêu tuần là tôi quyết định tháng mục tiêu tháng quyết định mục tiêu năm một cái quý mà đa phần trong đó chị anh chị chưa xác định được rõ là cái chủ động là anh chị muốn cái đó ví dụ chỉ mấy ngày tốt chuyến chạy lên xe ba tôi không biết là anh chị sẽ làm tôi chạy bằng mọi cách tôi lên xe ba Tôi gọi 200 người, 300 người, 500 người Tôi làm hết sức mình Anh phải dành thời gian cho tôi Mentor ơi, mentor dành thời gian ABC Mentor dành thời gian hết của tôi anh chị Cam kết đóng dấu, chạy Phải làm như vậy anh chị Anh chị mới lên được Nên phần đông anh chị Đa phần á, chúng ta chỉ gì nhìn cảm xúc Chứ không nhìn số liệu và nhìn thực tế Nên các mentor có kinh nghiệm á, là sao người ta sẽ đầu tiên xem số liệu tháng trước thứ hai á, là người ta xem ông anh chị nào có chủ động lên thì người ta sẽ ưu tiên người đó mà trước đây làm sẽ làm cái cặp tính là sao làm chạy theo anh chị <laughs> thì sao anh chị tài tình thì tính tình chạy đó là cái tôi đang bị gặp anh chị và anh chị nào hiểu đoạn này anh chị sẽ... tốc nha nghĩa là mình chạy theo một ai đó để người ta lên cấp bậc mà lên cấp bậc. Anh chị hiểu không ạ? À? Khi mà chỉ khi người ta muốn lên và người ta mới chạy lên. Thì đó mới gọi là gọi là là làm việc lên, lên trên. Anh đi nào hiểu con mình ok đi anh chị. Bạn thấy mọi người có hiểu không vậy? Ruột gan tâm can nằm ở đây này Hiểu không? Có cái phần bên nội dung đó, đó, cái phần hay nhất cái đoạn này này Cái đoạn mà làm hỏi á. Phần hay nhất anh chị làm đoạn này là anh chị phải chủ động lên chạy với người mentor thì lúc đó thì mới rất vô được và anh chị là cái người lãnh đạo đó, từng tháng một nha anh chị ha rồi ok không biết là nó, nói, nó 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 sâu quá không ta nó nhiều quá không ta hay là nó bị lệch đường không ta <laughs> rồi ok ha rồi việc sang là một đội lãnh đạo ha đây là những cái cái vấn đề tham khảo anh chị nhé ví dụ ham học hỏi này chủ động này tích cực này có mục tiêu này Hòa đồng vân vân ha Có anh chị nào mà Đang đang, đang vẽ lên nha anh chị Nó có sẵn hết trên Trên cái Cái cuốn sách 180 ngày rồi làm Chỉ cần lọc lại thôi ha Đó cái phần bài học số 3 anh chị Được tìm ra trong đầu bạn Những cái tính cách này được 2, 4, 6, 8, 9 9 cái tính cách mà thì Một người lãnh đạo thật thủ ha Đó Đa số anh chị Nếu bạn tìm ra được Một cái thêm nhà trình thời gian Họ 20% Quyết định 80% kết quả làm việc với người lãnh đạo sẽ luôn cho bạn cảm hứng công việc ha ví dụ đơn giản này cái phần đông anh chị cái phần đông á là chúng ta luôn ưu tiên những người yếu hơn mình đây là đồng ý con mình số 1 ạ à. chúng ta luôn có một cái cảm nhận là chúng ta luôn hỗ trợ người yếu hơn mình câu mình số 1 ạ à, chúng ta thích những người yếu hơn mình câu mình số 1 ạ à. nghĩa là phần đông tâm lý chúng ta chúng ta luôn luôn hỗ trợ sẵn sàng những cái người yếu hơn mình đó là tâm lý chung và ai cũng ta từng như vậy nhưng mà chúng ta không biết đó chị những cái người mà giỏi á chúng ta mới nên ưu tiên chúng ta mới sàng lọc lãnh đạo chúng ta mới ưu tiên đó chị thì đó được gọi là tăng tốc những người đáng lẽ những người mà có có dạ, có năng lực ngay từ đầu chúng ta phải đồng hành ngay từ đầu sau đó chỉ cần người ta biết người ta làm thôi anh chị mà những người giỏi mà anh chị không đồng hành ngay từ đầu á không ưu tiên từ đầu á thì anh chị đã mất một cái lệnh đạo cái đoạn này anh chị cần làm thời gian anh chị mới ngộ được vì đa số chúng ta ưu tiên những người yếu hơn mình mà yếu hơn mình là gì người ta làm không được thì người ta nghĩ luôn nên một phần anh chị anh chị không ưu tiên được những người giỏi hơn mình mình abc lên mình bán bên nếu như mình không ảnh hưởng là mình bán lên trên mình làm sao mình kết hoạt được những người giỏi những người có năng lực thì người ta đi nhanh hơn và mình cũng nhanh hơn thì phần đông á chị tâm lý ấy, là mọi người ưu tiên những người yếu hơn nên chúng ta cần thay đổi đoạn này bà thân làm một cái một thời gian thì bà thân chính mình luôn á chị là ưu tiên làm việc những người dưới <laughs> giờ hơn rồi và có một thời gian khó làm được khó làm việc những người giỏi chị nào đang bị như vậy con bằng số 3 mình sẽ luôn luôn bị một cái tâm lý là gì mình không làm được người đó chỉ con số 3 làm quen anh chị đã từng như vậy chưa là mình làm việc những người mình yếu thế hơn những người không có nền tảng những người mà yếu thế hơn mình sẽ rất là kiểu là mình rất là nhanh nhẹn hỗ trợ kiểu mà mình là giờ rất là sung phong hỗ trợ nhưng những cái người mà cao hơn mình những người giỏi hơn mình những người mà trên cơ mình á tâm lý chung anh chị là mình không dám làm việc với họ mình tự ti thì cái đoạn này anh chị chúng ta phải thay đổi mindset chúng ta phải thay đổi cái cục diện của mình lại là chúng ta định vị mình hơn họ một ngày mình cũng là lãnh đạo rồi mình cũng hơn họ rồi. nên đáng lẽ là cái người mà có năng lực anh chị phải ưu tiên nhiều hơn so với những người không có năng lực ha. anh chị phải thay đổi tâm lý và anh chị phải thay đổi là cách abc lại thì anh chị mới mới lên được mới làm việc người giỏi được đó là kinh nghiệm của lão anh chị còn chừng nào anh chị vẫn yêu tiên người yếu thế hơn mình thì tim anh chị không phát triển được cũng có nhưng mà lâu lắm không phải là coi bói nha anh chị nha những người có năng lực mà chị ưu tiên nhiều hơn á, thì sẽ tăng tốc nhiều hơn phần đông á, anh chị không sàng lọc được người lãnh đạo nếu như chưa có kinh nghiệm lãnh đạo thì tại sao chị abc lên đó để làm gì ạ à? để nhờ người mentor lọc giúp anh chị nên tại sao gọi là abc abc là bản chất là sàng lọc và abc cũng là bản chất là mình hỗ trợ đó mà anh chị gặp abc trong trường hỏi mentor mình mentor người này có tiềm năng không thì người ta đã chạm va chạm đủ nhiều cho chỉ sẽ được lọc nhanh hơn và đôi khi mentor sẽ dành thời gian ưu tiên cho người đó luôn thì đó là cái mà anh chị hiểu chút làm ha rồi làm đi đăng ký anh chị đó đơn giản thôi chúng ta tìm ra đánh đánh nào của bạn á chỉ cần anh chị gì ạ à? sàng lọc tốt đó, anh chị ha thì đây là những cái điều mà được 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 nó rất kỹ trong cuốn sách 180 ngày rồi thứ hai anh chị có thể tham khảo thêm đó là DISC anh chị nào biết cái này chắc cái này là chị biết rồi đúng không anh chị nào chưa coi mình chưa ha đây là một cái mô hình rất là hay nói về tâm lý hành vi và đây là một trong cái những mà anh chị hiểu được tâm lý hành vi này thì rất là tốt cho việc vận hành cho việc xây dựng mối quan hệ cho cái việc mà chúng ta cả bán hàng lẫn chứng dụng lẫn vận hành luôn ha làm thì không theo DISC cho lắm làm thì theo BCG và theo là đọc số 3 nhiều hơn và anh chị nào mà có thể tham khảo thêm khoa học đoạn này ha để sàng lọc cho giai đoạn đầu hiệu quả nhé chị ha rồi ok cái này tiếp tục nè Cái này cái phần quan trọng nhất cái chủ đề này nè Lãnh đạo đi tìm hay là tạo ra anh chị Coi mình giúp làm đi à. Lãnh đạo đi tìm hay là tạo ra Theo anh chị Lãnh đạo là đang đi tìm hay tạo ra anh chị Anh chị trả lời con họ này được là ok đó Là đi tìm anh chị nhé chúng ta không phải là tiên là phật chúng ta không biến bất kỳ ai Mà trở thành một lãnh đạo được mà chúng ta nên đi tìm còn việc của mình đó là cho nhiều nguyên liệu nhất cho nhiều thông tin nhất cho nhiều cái nguyên liệu đại nhất vào trong môi trường này đại bàng là đại bàng mà gà là gà gà muốn lên đại bàng bảo thắng làm là gà nên chỉ có thật luôn làm là gà nhưng mà làm muốn biến thành đại bàng thì cần thời gian để để trưởng thành cần thời gian để va chạm cần thời gian để trải nghiệm đó mà nên chúng ta đừng bao giờ đưa một con gà vào lớp đại bàng hay vậy nhưng mà chúng ta nhìn, nhìn chúng ta thắc định là mình là gà thì mình phải phải có cái 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 tăng tốc anh chị đó mà có cái sự nhìn nhận và bản thân anh chị và lãnh đạo như giúp làm á chị nhớ này chúng ta chỉ cho họ cái môi trường cho họ cái cần câu đó mà nên lãnh đạo đi tìm lãnh đạo thật nha lãnh đạo giỏi còn rất nhiều chưa xuất hiện ở rugby nếu M50 M20 M30 M50 chưa xuất hiện tại các bên chi tiết không Chưa vào đâu anh chị Nếu ông nội muốn những M12 M20 M30 M50 Nó chưa xuất hiện tại các bên Anh chị nhớ được lại Còn rất nhiều lãnh đạo Đang chờ anh chị Anh chị nào đồng ý con mình ok ạ à? Còn rất nhiều nhà lãnh đạo đang chờ anh chị tìm về. M12, M50, M30, M50 đúng không ạ? Chưa xuất hiện ra Có rất nhiều người khủng khiếp vào một cái đùng một phá lên M12, M20 đúng không chị Hà? Còn rất nhiều người đó anh chị. Đúng không ạ? Chúng ta đi tìm cái táo tạo ra được. Chúng ta chỉ cho môi trường cho cần câu. Nhớ giúp làm điều này. Và ngay cả cái hành trình anh chị đang phát triển bản thân là một lãnh đạo, là một người cốt, một mentor này. Anh chị cũng vậy. Nhớ giúp làm anh chỉ muốn trở thành đại bàn muốn kim cương đúng không anh chị thì anh chị phải phải dẫn thân phải trách nhiệm phải chạy vô đúng không ạ phải làm phải thay đổi phải từ cả tư duy lẫn hành động lẫn mọi thứ đúng không rồi ok kim cương còn mất nhiều lắm đúng không Làm mà là kim cương còn rất nhiều anh chị đem đi tìm đi đúng không ạ còn rất nhiều ở ngoài kia đúng không? M20, M30, M50 đang chờ anh chị. Ok nha anh chị ha. Và tiếp anh chị. Đây là năm cấp độ của John à, do nước bắt ha. Thì tầng cấp độ 1 thì à, chắc các nhà cũng biết rồi đó ha. Đầu tiên là những quyền lợi. Anh chị xác định là những cái cấp độ lãnh đạo á thì anh chị thấy á nhiều người theo anh chị á là do những cái quyền lợi mọi người nghe bạn vì họ phải làm thầy là những cái quyền lợi chị đặt ra thì họ phải làm phải. họ làm vì quyền lợi nên gì có đúng không rồi thứ hai cấp độ 2 là sự cho phép là gì ạ mọi người nghe bạn vì họ muốn thế ví dụ như anh chị muốn trở thành cốt 3 sao ví dụ anh chị muốn chạy m 1 m 3 m 6 vân vân đó. đó là cái là, là cấp độ 2 cấp độ 3 là mọi người nghe bạn vì những gì bạn đã làm cho công ty nghĩa là sao những cái kết quả của anh chị là m 3 m 6 m 9 m mười hai chị hoặc là gì ạ là những kết quả của anh chị đặt phá khi những anh chị theo anh chị á là người ta nghe bạn vì những kết quả của bạn đạt được cấp độ 4 anh chị là tái sản xuất là sao là mọi người nghe bạn vì những gì bạn đã làm cho họ nghĩa là gì ạ anh chị hỗ trợ đồng hành với họ để họ lột xác để họ từ người bình thường lên một vị trí là mentor 3 sao, mentor 6 sao, mentor 9 sao hoặc là mentor 1 sao chẳng hạn. Thay đổi bản thân của họ thì họ sẽ là gì ạ? những người theo bạn. Còn cấp độ cuối cùng là cái sự kính trọng đó là anh Sơn, anh Ấn đúng không ạ? À? Là những chị mentor đời đầu chị mentor 6 sao sẽ lên đúng không à, chị ha? Là sự kính trọng. Tùy anh chị ha. Và mọi người nghe bạn vì con người bạn là lần bạn và những gì bạn thể hiện. Nghĩa là cái cấp độ mà gọi là vĩ đại nhất cấp độ mà lớn nhất trong à của quả theo anh... đúng mà theo, theo ông do Marcel đúng chị, ha là gì à là cái sự kính trọng là giống nhân anh, anh chị giống anh ấn anh chị đúng mà những cái lãnh đạo cấp cao anh chị và sau này anh chị ví dụ anh chị xây dựng một gì cả à? người ta nghe bạn vì con người của bạn như vậy tính cách con người của bạn như vậy và những những gì bạn thể hiện ra Rồi là cấp độ lãnh cao nhất của người lãnh đạo ha vậy anh chị đang ở cấp độ mấy ạ à? cấp độ 1, cấp độ 2, cấp độ 3, bọn anh chị đang chúng ta từ vấn một tí nha. anh chị đang ở cấp độ mấy? Giảm 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 đi nào. Đó, chính thành là cấp độ 1, cấp độ 2. Anh chị giảm anh chị mà giảm đi ra chị đã đã hơn hơn, hơn rất nhiều anh chị giảm không đi mua ra anh chị. Và anh chị đã hơn rất rất nhiều người. Quan trọng chị giảm đi ra. 2 3 anh chị đang ở cấp độ mấy ạ? Mình mà không biết mình <laughs> thì ai mà biết mình được anh chị. Ok anh chị ngủ hết rồi ta. Đến giờ 15. Rồi, đi nhanh đó chị. Ok, lãnh đạo khó nhất là là chính mình. Đơn giản năm em có trên anh chị ha. Cái mà cái cái phần trong cái bài học ngày hôm nay là lãnh đạo khó nhất là lãnh đạo chính mình thật ra anh chị chỉ có những cái lúc mà anh chị là tụt cảm xúc á và cái đang giai đoạn mà cái ranh giới mà chị biết chuyển sao mà làm hòa không ra bán không ra rất là bậc điên cuồng là những cái tiêu cực công quỷ của mình nó sẽ xuất hiện anh chị và nói mày sẽ không làm được đâu mày sẽ không làm được đâu và lãnh đạo khó nhất là lãnh đạo chính mình tất nhiên rồi đó là chiến thắng công quỷ của mình đúng mà và những cái chị nào mà vượt qua được chính mình và lãnh đạo được mình rồi á thì mình làm được người khác đó anh chị một bài học mà làm được học mà sâu nhất đến bây giờ là vẫn nhớ đó là chương trình năm nay em của anh sơn đó anh chị đó là gì đó là gì ạ em mà không vượt qua chiếc giường nữa làm sao em làm được lớn được mà chính em không lãnh đạo được em thì em đừng có mơ là đạt được ai hết anh chị việc nhỏ không làm được đừng làm việc lớn đúng không à. ạ nên lãnh đạo khó nhất là đại đạo chính mình và chiến thắng vì đại nhất là chiến thắng chính mình đó, anh chị trong người mình có rất nhiều quỷ làm hay biết bài quỷ đó quỷ lười quỷ trì hoãn kiểu mê ăn mê ngủ quỷ rất nhiều quỷ kiểu làm không được quỷ đó nó nó rất nhiều cái gì hô một tiêu thôi con quỷ nó đang rình đang me đang canh me anh chị con quỷ nó đang ám ảnh anh chị chỉ cần chỉ có cho nó một cơ hội thôi là nó len lỏi vào nó sẽ bấu xe anh chị, đúng rồi Con quỷ anh chị ghê lắm Đúng là nên lãnh đạo khó nhất là làm chính mình Và quan trọng á, anh chị phải có giai đoạn là tự vấn Có anh chị nào đã từng giai đoạn tự vấn chưa? Bảo thân anh chị ngồi đây đã tự vấn Anh chị nào tự vấn rồi, có mình số 1 Anh chị nào chưa, có mình số 2 Nghĩa là mình bảo thân mình tự vấn được Tự vấn là gì? Là nhìn lại bảo thân mình đó ví dụ từ một tuần một tháng một quý hay là một năm mình nhìn lại khi nào tư vấn được rồi thì con mình số một thì nào chưa con mình số 2 là anh chị nhất chỉ cấp để anh chị tư vấn cái này là được học <laughs> và làm luôn, luôn là tư vấn và mỗi lần mà mình không chạy được cấp bậc chẳng hạn như vậy mỗi lần mà làm tuột mút mỗi lần làm có vấn đề thì làm luôn luôn là người tự tư, tư vấn và làm sẽ không bao giờ trách là công ty trách về tim trách về tất cả mọi thứ mà làm được luôn nhìn về lại bản thân mình đó được gọi là tự vấn mỗi tuần nhìn lại mỗi tháng nhìn lại đúng không ạ một năm nhìn lại mình tự vấn rằng mình đã xứng đáng làm lãnh đạo chưa mình đã xứng đáng là vai trò là coach chưa là mentor chưa và mình là làm đủ chưa mình đã tốt chưa hay vẫn mình còn rất nhiều điểm sống đó được gọi là tư vấn anh chị là anh chị dám nhìn lại bản thân và dám chấp nhận con người đó của anh chị còn phần đông anh chị thì không chấp nhận con người của anh chị anh chị luôn đổ lỗi tại vì cái này tại vì cái kia mà chưa bao giờ trong cuộc đời mình nói là tại vì mình cả vì mình chưa đủ mà mình còn một chút nữa mà mình chưa đủ trải nghiệm mà mình chưa đủ hòa thiện mà nhân vô thập toàn mà anh chị thì làm thấy phần đông anh chị chưa tự vấn được nếu chị nào mà có được tự vấn thì chắc chắn cuộc sống anh chị rất hạnh phúc và anh chị nào tự vấn chắc chắn thì sẽ thành công không chỉ ở rugby mà trong cả cuộc sống của anh chị ha nên tự vấn mà anh chị mà không tự vấn được á thì anh chị nhờ mentor hỗ trợ cho tiếp tục anh chị dừng hết rồi anh chị follow team á là đi học các nền tảng thì phần đông anh chị chúng ta đang gì ạ à? đang tuyển dụng đa kênh data mối quan hệ thì phần đông à, hầu như là 95% là chúng ta đi về làm bán thời gian và ít có làm kinh doanh những cái thuật ngữ đôi khi những đại lý mới mình không có hiệu nữa và mình cũng chả hiệu nữa nên làm sao mà làm ví dụ anh chị làm kỹ sư xây dựng kỹ sư cơ khí không có thuật ngữ riêng anh chị làm giáo viên cũng có những thuật ngữ riêng anh chị làm nhà nước cũng có thuật ngữ riêng thì rót đi có những tục ngữ riêng nên làm ơn làm gì thì làm cả nhà mình phải đi học nền tảng 117 trăm giờ đây vẫn còn ở đây là phải học nền tảng cac viên là gì không biết quản lý tài chính quản lý thời gian cũng không biết bài bước thành công nền tảng cũng không biết bài học cơ bản xây dựng cũng không biết đúng không ạ à? thì làm sao đây được gọi là cái cái người ta gọi là cái gì cái nền móng kiến thức nền đơn giản phất cộng trừ nhân chia mới tới là bình phương mới có là luyện thừa đúng không chị thì đây được gọi là cộng trừ nhân chia anh chị chỉ cần anh chị có cái này thôi thì kinh doanh bất kỳ ở đâu bất kỳ ngành nghề gì cũng bình vững hết đặc biệt là kinh tứ đồ đúng không chị nên làm ơn phần đông anh chị là chúng ta chưa hiểu được loại này chúng ta đi học cái này anh chị và tinh túy nhất một cái người là gì ạ? trong chính mình đó là gì ạ? chưa hiểu được kinh doanh bản chất kinh doanh là gì học cái này ok anh chị nào đồng ý chúng ta đi học lại của mình ok đi ạ à? nhưng anh chị tham lắm nhưng anh chị tham lắm á chị học một lần đó hiểu hết có <laughs> chị có hiểu không nhưng anh chị người ta đào tạo một cái chủ đề rất nhiều cái việc là chị tham nghe cả một khối ngày hôm nay anh chị đâu hiểu hết không hiểu hết được ngay cả cuốn sách đọc cũng vậy anh chị một cuộc đời người ta viết ra một cuốn sách chúng ta tham chúng ta muốn học để hiểu hết có có đâu chúng ta có bốn cấp đề học này học để biết này học để làm này học để ngồi học để đào tạo thì phần đông anh chị cái quan niệm học á mà anh chị để ý mà phân loại á những cái đối tác nào người ta chủ động thôi là ít nhất người là người ta là ai đó ở ngoài xã hội rồi cả nhà mình để ý á, trưởng phòng này giám đốc này chủ doanh nghiệp nhỏ hay lớn gì đó nếu như chỉ cần là gì à, người ta chủ động thôi Chỉ là người ta là ai đó xã rồi mà phần đông anh chị 95 phần trăm anh chị là ít chủ động nên làm ơn đừng có tin người ta học đừng đừng tin thôi chứ đây là còn tin người lắm chị đúng rồi nhưng mà nhìn lại mình test lại mình quen lại Ồ, hầu như là không đi học <laughs> chỉ cần đi học bốn bộ nền tảng chỉ cần đi học các kiến thức này thôi người ta có bền vững nhé không chỉ ở Robin mà chúng ta đang đi giáo dục là kinh doanh nó bền vững tại đây từ cái góc này đó, CIC, COV quản tài chính quản thời gian bể bớt thành công nền tảng được và cái này chỉ là giết giải quyết rất nhiều hướng luôn và cái này không phải là mình nghĩ ra đâu anh chị mà kiến thức gọi là kiến thức nền đó anh chị học ví dụ học để học để biết nè ngày hôm nay học anh chị nghe với học để biết thôi hoặc là thứ hai là học để để làm mình không ra học một hai ba ý đẹp để, để làm anh chị yếu đoạn nào anh chị sàng lọc cho được người anh chị học cách anh chị không biết là mình tìm ra là đào thế nào mình phát triển bản thân mình ra sao thì mình đi học học để ngủ là sao anh chị làm một thời gian anh chị làm hoài hoài không ra à, anh chị đi học à, cái đoạn này mình làm sai này cái chỗ này mình cần sửa lại này học để ngủ thì đó được gọi là việc học Tốt anh chị người mới làm hiện tại làm cái đi học đó là thể diện phân loại để học anh chị làm biết cần giai đoạn nào Làm cần học cái nào ấy. chứ chúng ta là cái gì cũng học đâu học thì cho lắm vậy mà không làm cũng như không ấy. đây là kinh nghiệm của lãm nha chúng ta phải phân loại việc học phân loại từng giai đoạn chúng ta cần học cái gì và tim mình cần học cái gì nên tại sao á những chị nào sáu triệu ba học lớp nebe c 1 là học buổi này c muốn lên c ba học buổi này muốn lên m 1 học buổi kia muốn lên m ba học buổi kia tầng cấp bậc phải phù hợp với tầng người còn đa số thì cái sai cái sai cái sai lớn nhất anh chị là sai ạ à. Tụi ta mấy cũng gợi dung mấy cũng gợi dung mình thương mình thương mình thương mình đang hại anh chị vì một cái một cái level đến một cái mức, mức độ nào đó người ta mới hiểu được anh chị nên giờ buổi này mình chỉ đào tạo những cái người mới là người ta toan hết anh chị đúng không à? ạ cái buổi này mà đào tạo những cái chị mà sáu triệu ba cũng toan nó tại là phải là xe một anh chị nó chỉ là trải nghiệm một thời gian khá lâu anh chỉ làm được lên C1 Thì có những cái va chạm đầu tiên có tin Đặc biệt chị đào làm sai á Thì có tin nhiều mà không có kết quả Thì làm lâu không phải thì buổi này mới ngấm được Mới ngồ được, mới mở ra được rồi, từng đến tại sao làm ơn Đừng có thương những cái giai đoạn mà gì Mình cho người ta đi học một cái buổi mà không đúng Mới nhu cầu của người ta Không đúng level người ta hiểu được Nên làm thấy cái đoạn này sai nhiều lắm anh chị mà cả nhà mình cứ cố chấp cứ cho nhiều không của cho không bánh Cách cho ha rồi gần xong rồi anh chị tâm thế luôn là người mới anh chị đúng không ạ bao nhiêu anh chị đồng ý với lại chúng ta sẽ là người mới lại thì con mình xuống một điểm làm thấy anh chị trong một thời gian gần đây anh chị và cả một cái thời gian á, mà chúng ta gì chúng ta làm chúng ta quên mất đi giai đoạn chúng ta là người mới cái tinh thần mới cái người mới là hăng say bán à hăng say tuyển dụng hăng say chúng ta chạy mục tiêu chúng ta rất phân phấn tại sao là một thời gian tôi học nhiều quá anh chị nghĩ không anh chị đâm ra suy nghĩ tại sao chúng ta chúng ta chốt ầm ầm bán ầm ầm tuyển ầm ầm mà để một giai là chúng ta không chốt được ai hết tuyển không được ai hết vận hành không ai nghe hết vì sao à vì chúng ta nghĩ nhiều quá đúng không chị đồng ý con mình số 6 đi ạ à có đôi khi chúng ta nghĩ nhiều quá không anh chị chúng ta biết thêm đó, chúng ta biết nhiều quá chúng ta nghĩ thêm á đó, đó được gọi là giai đoạn tại sao gọi là giai đoạn phát triển bản thân trong ngành xeo á cái ngành phát triển bản thân ngành về phát triển phối là cái ngưỡng ngưỡng thứ hai là cái ngưỡng nghĩ nhiều mà ít lắm chúng ta biết nhiều quá chúng ta suy nghĩ nhiều quá chúng tốt tốt, tốt tốt là tốt cảm xúc là tốt làm đi làm đi nói thêm là cái gì đúng không ạ cái lúc mà chốt bán hàng đi anh mua đi thì mua đi nói thêm làm cái gì vậy mình nghĩ cái gì vậy đúng không ạ phần đông là một đoạn này những chị nào mà một thời gian mà chị làm mà không có hiệu quả mà chốt không được người hoặc thì không được người báo được người á đôi khi chúng ta nghĩ nhiều quá chúng ta nói nhiều quá để vượt qua cái đoạn này này kinh nghiệm của lãm á anh chị thấy gì ạ à? hãy quay lại ở điểm đầu chúng ta biết sàng lọc cái nào cần nói cái nào không cần nói chúng ta hãy hồn nhiên như là người mới Chúng ta đồng ý chúng ta là người mới gọi một số 6 đi ạ à. bỏ kết quả đi bỏ là cốt đi đó là mentor đi chả gì cả làm người mới nên tinh thần chúng ta luôn luôn là người mới thì có người mới gọi là dẹp dạ, có cùi mới mới có lửa mới mình là củi mới mình mới có lửa mới đồng ý coi là có làm tôi con mình số 6 đến chị có củi mới sẽ có lửa mới đúng không mình là củi hay là lửa đúng không ạ làm ơn giai đoạn mà chị nghĩ nhiều quá không ra được cái gì đâu tại sao chị nghĩ là phân tích gì luôn đó là gì ạ à? mình làm cái kết quả mình đi đâu mình cũng thấy cực mình làm nhiều đó mà không làm nhiều đó gì mà mình đôi khi á mình lao đầu mình làm nhiều quá mình mình ít review lại mình ít tư vấn lại mình không ngồi lại với người mentor của anh chị mình nghĩ quá nhiều đó cốt một sao cốt hai sao làm lâu nó nằm đoạn này nè cốt ba sao cũng vậy ngay cả mentor một sao cũng vậy đôi khi chúng ta đang tắt đang tắt đang tắt đang tắt một cái đoạn nhỏ thôi thay được cái đó là lên cục diện luôn ngay cả đơn giản đi bà nói á là sân khấu chúng ta là sân khấu dung sân khấu này nè buổi chia sẻ này là sau này là của anh chị và các buổi đào tạo khác là của anh chị mà anh chị có bao giờ lên cả anh chị sợ anh chị không dám đứng thân không dám làm mc cái gì cũng không hết khó cũng không đào tạo không không chia sẻ cũng không chuyện giao cũng không thì còn lâu anh chị mới lên được anh chị lên cũng rất lại à? Chị hiểu không? Nên á mỗi giai đoạn anh chị cần có một năng lực riêng mà làm ơn ngồi lại người mentor anh chị đi. Muốn lên cốt ba sao vậy lắm á, chỉ cần bán hàng nhiều, tuyển dụng nhiều và abc nhiều là tuyển dụng nhiều lên tới từ cốt một sao lên tập trung được nhiều tuyển nhiều bắt đầu bay qua abc, có quân mới tuyển được, có quân mới ABC được có quân mới chăm sóc được lên C3 xong làm ơn tập làm lãnh đạo tập gì đấm chương trình tập đào tạo một chùa nhỏ tập BBB cái gì cũng tập hết chừng nào anh chị không tập không đứng không chia sẻ không chuyển giao thì chừng đó ngày đó anh chị vẫn còn cập và anh chị không sung sướng giống như meta các mentor được đâu người ta đã từng như vậy và năng lực anh chị cũng không lên Sân khấu chúng ta Là thể hiện năng lực Chỉ cần một bài đào tạo tốt Chỉ cần sức ảnh hưởng tốt Là anh chị đã bắt bắt nhanh Thay vì đi chăm tâm từng con ngọ Chỉ cần một chủ đề thôi Thay đổi cả cục diện Và anh chị có thương nhiều cá nhân Ai nhờ cũng hỗ trợ Ai cũng hỗ trợ Ai cũng hỗ trợ Nhà cung cấp hỗ trợ, công ty hỗ trợ, các mentor hỗ trợ, thương hiệu chỉ có. Nên chị làm rất là nhanh Làm nói với đoạn đó rất nhiều lần rồi Anh chị cứ lì ok để để vậy chừng nào anh chị không đứng Không dám đuổi gì Thì chừng đó nắng là anh chị không có Sân khấu chúng ta là Sân khấu Dung đã làm lãnh đạo Đã làm mentor Đã là cốt thịt trước sau Nhưng chị xác định là đây là sân khấu của mình chỉ làm một lần cần một lần thôi Sau đó chuyển giao Biết cách mà chuyển giao Biết cách mà điều phối, Sau đó chị nhẹ nhàng được anh chị không có làm anh chị không hiểu được cái giai đoạn nên các cốt và các mentor nằm ở đoạn đó đặc biệt là mentor một sao và cốt bao sao là phải thật đấy làm ơn sung phong đi cốt một sao anh chị định hưởng từ đầu khỏe anh chị xác định là gì ạ à? mình phải cực thêm 3 năm nữa hai năm nữa cái gì mình cũng làm sau đó mình chuyển giao mình biết rồi mình làm tiếp học để mình biết để mình gia. chỉ cần mình không cần mạnh nhớ đâu chỉ cần anh chị mạnh một chủ đề thôi chỉ có thương một chủ đề nào đó là được rồi anh chị đóng góp vào hệ thống đóng góp vào công ty đúng là tìm rất đông mentor rất đông cốt rất đông mà tìm chương trình hiếm quá đã như đúng, không? đúng không? anh chị cho đi anh chị anh chị mới nhận lại cho vô đi điều kiện anh chị dụ bảo thân làm ngày hôm nay có đồng nào không không đào tạo 12 giờ trước đồng nào không không. Đúng, không đúng không tìm lại được bao nhiêu người ở đây không nên chúng ta cho đi anh chị Chúng ta cho đi á tụi ta mới nhận lại Chúng ta vì tập thể anh chị tập thể vì mình cái khác biệt của làm so với anh chị là gì làm xác định mình là nhỏ tuổi mình ít nền tảng thì mình phải ấy phải cạnh nên từng nào cốt và mentor anh chị không đứng không trường giao không lít được thì năng lực anh chị mãi mãi là như vậy cái okay, chị nào đồng ý với làm chị đều hiểu con mình ok đi ạ à. cái đoạn này là làm nó rất nhiều luôn gợi gắm luôn nói hết tâm can của can đừng không có con đường tắt đã xác định làm coach, là mentor, là lãnh đạo tương lai, là người chia sẻ thì từng chương trình 1 làm ơn xung phong. Cực trước thì sướng sau. Không cực mà đòi sướng. Ai mà cho. đúng mà. Lên M3 chẳng có gì năng lực M3 thì cho sau thì cũng rất M1. Lên M3 không biết lên, thì lên M6 làm sao được. sau chép sao được chuyển giao sao được anh chị biết vận hành đâu anh chị biết đào tạo anh chị biết chuyển giao anh chị đứng được điều phối đâu mới biết được từng năng lực một sẽ có một cái quy mô đúng ạ nên là anh chị đã đồng ý sắp tới bảo thân làm các chị mentor tìm anh chị thì đào xung phong con mình số 1 đi ạ à. làm kêu gọi tha thiết luôn anh chị cái này là trong hình thành về năng lực tìm lãnh đạo và năng lực là đi từ bên trong của anh chị đem sức ảnh hưởng của anh chị chỉ cần chị đào tạo một buổi chia sẻ một buổi thôi là cả tim đều nghe hết và đến một thời điểm chúng ta không thể chăm được từng người được mà chăm là chăm cả hệ thống chăm về sức lớn ảnh hưởng anh chị có mấy người đi chăm từng người từng người lâu lắm cày mệt không ạ à? rất là mệt một lần chăm mười người chăm mười tim hai chục tim ba chục tim không hai chị muốn trăm từng người hoài đúng không những chương trình từ nhỏ từ đến lớn từ giờ đó mới hay từ những cái bình thường đến mới cao cấp anh chị đặc biệt trong buổi tối ngày hôm nay chị là toàn là trên một rất là giỏi từ 8 mươi triệu trở lên hết rất là giỏi luôn em bản thân em chỉ là chia sẻ kinh nghiệm thôi nhưng mà thực tế là anh chị đang gì ạ đang chỉ là bán hàng hoặc là chuyện gì đó mới may mắn như thế thôi đôi khi anh chị cũng ok đó cũng cũng đạt được là đúng năng lực của anh chị nhưng một lời khao khát một cái người em đó mà anh chị cực trước sướng sau đồng ý con mình ok một lần nữa đi ạ à. và mỗi lần mà tụi lạnh tìm hay là anh chị ví dụ bà các mentor tìm mà nhờ ai xung phong thì chị chúng ta đồng lòng không ạ à? anh chị nào muốn chúng ta cho đi vô điều kiện ai cũng cùng cùng sách làm việc với mình không anh chị và tim mình ví dụ mỗi lần gặp 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 tim làm nghe làm là hỗ trợ nghe làm là hỗ trợ chẳng là hạn như vậy sau này tim anh chị đổ số là nghe anh ví dụ như là chị hương à, anh sơn chị thảo a à, thì tim của chị thảo ai cũng hỗ trợ chưa mentor anh chị đứng hòa sao được đúng mà chúng ta đi là đi đăng giáo dục thị trường anh chị và chúng ta phải có hy sinh đó mà chúng ta hy sinh ví dụ một tối ngày hôm nay hai ba tiếng đồng hồ chị trả là một mấy triệu không đồng nào trong buổi này chị chuyển khoản là hai triệu một người đi <laughs> đúng không có ai không? không mà mấy năm rồi trên bốn năm anh chị để từ tương trình nhỏ đến lớn làm xuất hiện ngoài. không mong nào có nó tạo sao được nhiều người thích làm việc đó anh chị chỉ cần làm nói cái chị dạng chị thí chị thí hay chị sự hay bất kỳ một hệ thống nào. Bất kỳ một mentor nào. Làm chỉ cần nhờ thôi. Là đều người ta 100% sẵn sàng hỗ trợ. Thì sau này anh chị cũng vậy. Anh chị đòi có thôi. Đôi khi chúng ta sướng quá anh chị. Sướng chúng ta bị hư. Chị hiểu không? Chúng ta mà thương con quá. Chúng ta chấm con quá. đúng nó nó hư. Anh chị không có được năng lực bên trong. Nên cái lớp lãnh đạo hiện tại. Nó hơi bị yếu anh chị không đủ đồ va chạm anh chị không đủ được cái đồ cây cái độ cái gì cái sự hiểu biết và sự cái sự nhìn nhận anh chị không dám dấn thân để làm từ cái giờ mới hay một buổi giờ sau hay 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 đó mới có nhiều cái hay được anh chị bb đầu tiên hôm nay nghe không ai tuyển ví dụ đặt bản thân làm một ngày đầu không ai nghe ngày thứ hai không ai nghe ngày thứ ba không ai nghe ngày thứ tư nhất định phải nghe ngày thứ năm này hay hơn chừng nào anh chị còn sợ còn tự ti thì chừng đó anh chị không lên được anh chị không dám nhấn thân là có biết gì không không Nếu mà anh nhờ gì ạ à? em chạy xuống con không biết nhớ vẫn nhầm nhầm rồi đi tìm tiếp biết rồi mới làm thì đơn giản vậy thôi đúng mà thế là có biết gì đâu không biết gì hết đâu chị <laughs> cứ tìm hiểu từ từ rồi làm từ từ là từ, từ không sẽ hay rồi không hay thì bình thường mình cứ cho đi anh chị đó là cái mà làm muốn gợi gắm cho anh chị Chúng ta đang làm dâu chăm họ Và chiến đấu vì một cái lý tưởng lớn đó, chị. Chúng ta vì tầm nhìn lớn đó, chị. Kỹ năng là làm nhiều sẽ giỏi Họ tạo hay chia sẻ hay tuyển dụng hay bán à. Kỹ năng là làm nhiều sẽ giỏi Có nhiều anh chị mentor một sao rồi Cốt ba sao rồi Một năm không thể xuất hiện đâu Trời ơi toàn đi Đi kéo Làm cũng xin lỗi cái đạo động giảm Làm đã xin lỗi đạo động giảm đó chị Đó là sự thật của mất lòng anh chị không có kỹ năng đứng anh chị không có trưởng gia làm sao anh chị lên m ba m được m chín m mười được anh chị lên không biết làm sao lên thì cũng không lại à mà anh chị cứ hô hào lên m ba hô hào lên m sáu mà không biết gì m ba m sáu có năng lực gì hết sao đâu chạy lên được bi giờ không dám nhận chia sẻ mười lăm phút ba chục không dám nhận trời ơi lấy trăm đồ xe không, không dám nhận còn lâu xin lỗi sự thật hơi phụ phạt ngay cả cốt một sao cũng vậy đôi khi cái này anh chị nói hoài là nói hoài luôn hết vậy không biết anh chị có cái ấy không nên làm nó hơi bị nhiều luôn á cứ tháng nào cũng nói năm nào cũng nói cũng hô hào lên mà phần đông là là mọi người sợ hay sao hay mọi người không có sân khấu để đứng hay mọi người không trung phong anh chị để ý, tất cả anh chị mentor nào đứng nhiều người ta giỏi đúng không ạ à? thể giỏi từ từ trước sau gì người ta cũng giỏi à vì sao người được đứng rất nhiều được nhiều người thương và đặc biệt là được nhiều người và anh chị sẽ được ảnh hưởng rất là lớn anh chị làm được rất nhiều thứ luôn anh chị cho đi rất nhiều thứ và anh chị học lại được cũng rất nhiều thứ và đặc biệt nhất là năng lực nội tại của anh chị lên anh chị đào tạo một chủ đề anh chị phải đi tìm hiểu sâu sắc một cái chủ đề nào đó anh chị phân tích anh chị nhìn nhận anh chị chia sẻ hiểu là một chuyện mà đào tạo là một trường khác mà phân tích thì người ta hiểu là trường khác nữa chị có những chị hỏi vô lý lắm giờ làm mới giờ lên một ba sao chương trình nào trả đứng lên cái 3 được lên c ba sao em chi mục tiêu em chi thật là cũng không biết nữa làm sao lên thế nào hiểu có mình hiểu à? Thì là không có mình không ạ à? đồng chào không ạ à? <laughs> Trời ơi không xuất hiện bất kỳ một chương trình nào sao lấy được Làm ơi giờ lên M3 C3 nha Không xuất hiện luôn Năng lượng thì có đâu Anh chị muốn tự tin mình có tự bằng hạt không à Sao anh chị khỏe không à Lấy M1 xong lấy M3 anh chị không à Phần đông năm đoạn này nè nên đôi khi đồng chạm anh chị cũng buồn muốn có năng lực muốn có dân thân thì song phong xin đề xuất ẩn cử đề cử hỏi nhận nhiệm vụ ai cho là mình nhận chỉ cần mình có thể đôi khi mình gọi lên hỏi luôn chân nào anh chị không đứng thì chân đó anh chị không lên chắc chắn là như vậy làm cao đoan luôn anh chị ba giai đoạn đó ạ đầu tiên đứng chia sẻ đào, đào tạo rồi đứng điều phối là cũng ra điều phối rất nhiều chương trình nè điều phối xong là thầy của những người thầy đào tạo của những người điều phối được là xong mình mới thoát khỏi được cái vận hành được cánh chị đúng mà mình tập lần đầu một không được lần 2 không được lần 3 không được lần 4 mới được thì đây là cái những cái ranh giới mà cả nhà mình không dám dấn thân nên làm hoài không nên đúng rồi làm hoài không ai nghe đúng rồi Mày anh chị có đứng đâu ai mà biết anh chị anh chị nhờ một người nào đó người ta người ta ô anh chị là ai chị hiểu mà nên một lần sau khác tha thiết và anh chị muốn anh chị phát triển thì phải giảm dần hơn đồng ý có một số sáu một lần nữa làm kêu gọi một lần nữa đây là sự thật mà rất là phục phàng chỉ cần anh chị vượt qua giai đoạn này là ai cũng nghe anh chị hết từ trên xuống dưới tất cả các team sẽ hỗ trợ chứ lên M1 lên quá 3 sao lên C1 anh chị im ra đòi xây dựng kinh phân phố để dựng tin miệng thì hô, hào lúc nào M3, M6, M9 việc không ai làm mà vô lý đúng chị anh chị đâu có năng lực được nên nói rồi không có con tác anh chị muốn sướng sau thì anh chị phải cực trước đó mà anh chị đừng có lo mentor đồng hành ở sau hết anh chị có cả ekip cả có tài liệu cả có hết đi chỉ cần chị dám đứng nói chuyện thôi đứng trước mặt thôi. tập một buổi hai buổi ba buổi đúng không và được cầm tay chị việc được chỉ cho anh chị nói thế nào video nào cần nghe đào tạo nào cần nghe được chị hết có tài liệu luôn mà chỉ có cái chị dám đứng thân hay không thôi mà cũng không nữa cái đoàn này mà nói nhiều, luôn á chị mà hơi mất lòng á chị nguyên cả tập thể đối tới được máy móc thì cái tầng năng lực của anh chị anh chị không có năng lực thì tầng của anh chị cũng đó mà ok ha thì đó là cái mà làm gây gắn cho anh chị đặc biệt các anh chị cốt mà muốn lên cốt ba sao muốn lên cốt 3 sao phải chuẩn bị ekip từ trước phải chuẩn bị cốt phải có ekip mc sẽ lập mc mục tiêu đúng không rồi cả có hot tất cả, cả mọi thứ mình xây dựng doanh nghiệp của mình mà lên cốt 3 sao duy trì trong vòng 7 tháng là 7 tháng tập làm lãnh đạo để tách khỏi mentor của mình để mình từ kinh doanh vận hành kinh doanh độc lập nhưng chỉ lấy cốt ba sao mentor một sao trăm chả có cái tim nào chả có ekip nào làm ơi sao mà rồng hết thì đúng rồi đó anh chị có biết gì đâu thực thật thì mất lòng nhưng đó là thực thật nghe hôm nay làm đám đối với thực thật anh chị phải rút lại anh chị không trốn chạy được đâu càng trốn chạy thì càng càng rớt càng gãy và đặc biệt là c một lên á có một sao chị chuẩn bị trước á thì lên khỏi bờ ngỡ và sau này anh chị sẽ nhẹ nhàng cực trước và sướng sau và anh chị sẽ có rất nhiều tin vận hành và một năm anh chị không cần xuất hiện luôn vẫn vẫn tăng tốc rồi, ok gần hết rồi anh chị xong rồi đó còn xem ý nữa xong rồi, rồi bỏ qua đoạn này nha rồi Ok, đó là tất cả những cái à, buổi tối ngày hôm nay thì còn à, khoảng tầm 5 đến 10 còn à, khoảng tầm 15 20 phút anh chị. Cái phần à, giao lưu hỏi đáp bất kỳ một câu hỏi nào liên quan đến tối nay. Chốt lại hai chúng ta có 3 phần. Phần đầu tiên, anh chị phải tìm được lý do và tìm được gì ạ? À? Anh chị anh chị biết cách sàng lọc đối tác của mình. Phần thứ hai là chúng ta gì ạ? À? Tìm ra nhà lãnh đạo và phần 3, chúng ta phát triển bản thân mình tầng cấp bậc một Thế rồi đó rồi anh chị nào có câu hỏi rồi liên quan đến tuyển đúng không ạ à? và có một câu hỏi rất càng chạy càng rớt à, anh chị nào đang như vậy con mình số 3 đi ạ à. bắt đầu chỉ nhận cái 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 cái, cái vấn đề mà làm ngộ được giai đoạn này anh chị tại sao càng chạy càng rớt anh chị mà cứ càng chạy càng không lên vì sao à chị biết không ạ à? càng chạy càng rớt càng chạy càng không lên là lý do duy nhất là gì à theo anh chị là do gì anh <laughs> à, nói cho chị hơi 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 bất lòng tí nha anh chị không chấp nhận sự thật và không dám đối diện với sự vật là do do mình năng lực chưa đủ làm chưa đủ và đôi khi mình tư duy chưa đủ là do cho mình anh chị chưa truyền được cái truyền cảm hứng chưa hiểu được thứ hai á anh chị biết luật hấp dẫn không thì chị đã biết không mình số một anh nào chưa có mình số hai làm lãnh đạo phải biết luật hấp dẫn không biết luật hấp dẫn <laughs> anh chị tiêu cực một cái là không, không, bản chất của tim mình là gì ạ là từ con người mình mà ra đây là hơi cấp cao một tí nó hơi 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 sâu hơn một tí bản chất hệ thống của mình tim của mình là do con người mình trong của mình nó tạo ra tim mình mình thế nào thì mình hút tim thế đó sẽ có những tim tiêu cực sẽ có những tim năng lượng sẽ có những tim chỉ mỹ nó nằm trong hết cái bản thân mình chị? mình là phiên bản của tim mình năng lực dạ, quy mô của kênh phân phối không bao giờ lớn hơn của tầm lãnh lãnh đạo quy mô của kênh phân phối nó không bao giờ lớn hơn tầm của người lãnh đạo thì giải pháp làm sao chị nào biết muốn giải biết giải pháp của mình số 3 chị cho anh chị cái giải pháp này là làm mất phải 4 năm 3 năm để tìm giải pháp <laughs> chị nào muốn biết con mình số 3 chỉ Free nha cái của mình đó, đầu tiên đầu tiên anh chị bản thân phải làm phải biết anh chị đầu tiên là mình phải biết được vấn đề mình đang gặp được gì vấn đề hiện tại mình gặp là gì mình mà không biết mình bị gì nữa thì thua luôn đó nha <laughs> đầu tiên mình biết mình mình đang bị cái gì mình xác định mình bị cái gì á thì lúc đó mình mới Mới tự tìm ra ghi ra 5 giải pháp Anh chị có bao giờ ngồi ra cái cái giấy cái A5, A4 Ghi ra 5 cái giải pháp Một cái vấn đề nào đó không Ví dụ như tại sao tôi không chận dụng được 1, 2, 3, 4, 5 5 cái giải pháp để giải quyết vấn đề đó Chưa Và là tự vấn Cái thứ ba Là gì ạ à? Đi hỏi người mentor gần nhất của anh chị Mà anh chị tin tưởng qua lâu đó. Anh chị nêu vấn đề và ghi ra giải pháp nói ra giải pháp theo làm theo anh chị anh chị đang gặp vấn đề này thì sao à thì kinh nghiệm của của mentor đi trước chỉ cho mình với người ta nói gì ạ à? ngồi một tiếng với ông sư là bằng 10 năm đèn sách mình cày liên tục cày điên cuồng cày điên cuồng năm này qua năm không lên mà chỉ cần ngồi đó chiều một cái gửi một cái nút thuốc thôi là mình tuyển âm âm mình bán âm âm mình lên sau âm âm một cái bước ngoặt mà làm được lên sao M3 anh chị là ngồi vẫn nguyện hết Lên sao? Và giảm đã thừa nhận bản thân mình. Mình giảm chấp nhận bản thân mình, năng lực mình ngang đó và mình tìm không ra được giải pháp. Tìm ra giải pháp nhưng không biết chọn lựa. Mà mình phải nghĩ vấn đề đó, đó nha. Đó. Tiếp theo anh chị. Giải pháp tiếp theo làm sao sẽ giải quyết cái vấn đề này, này anh chị. Đó là gì? hãy tin người lãnh đạo của anh chị hãy tin người mentor của anh chị đôi khi người mentor anh chị không hoàn hảo và đôi khi người mentor anh chị có phật ý gì đó và đôi khi cái người mentor của anh chị á là hoàn học nhưng ít nhất là tinh thần chiến đấu vì ước mơ của anh chị cái người đó lúc nào cũng lửa nhiều hơn thật ra dựng dẫn dắt mà đỉnh cao nhất trong cái kinh phân phối là gì chị không ạ à? đó là mình truyền được cảm hứng Cái câu chuyện của mình Cái hành động của mình Cái việc làm của mình Bảo vệ ước mơ và mục tiêu của mình Cái đó là cái đỉnh cao nhất Cái người theo mình nó không cần mình gì đâu chị chỉ cần câu chuyện của mình Cái sự gì ạ à? Cần mình là cái gì Là cái gầm gương Cái chuyện cảm hứng cho họ đó là đỉnh cao của người lãnh đạo trong cái gia đình người ta cần mình là cái câu chuyện của mình vấn đề hiện tại của mình và chiến đấu để bảo vệ ước mơ của mình ít nhất là mình truyền được cảm hứng cho họ thì đó là cái đỉnh cao nhất và truyền động lực lớn nhất cái này cái hay nhất đó anh chị bạn đừng ngồi ra cách đây có mấy ngày gặp chị mấy út Mỹ á trong cái buổi giao lưu nhỏ mentor chính sao lại được học bài học này đó là cái đỉnh cao mà lớn nhất của người lãnh đạo giúp cho một người nào đó hoặc là team của mình hoặc dẫn dắt hệ thống mình đó là câu chuyện của mình và cái sự truyền cái sự làm việc liên cuồng của chị để bảo vệ ước mơ cho anh chị bảo vệ cái mục tiêu ít nhất là lửa lửa đó là do cho nên chị thắp lên hết rồi chị nó nằm trong đỏ đỏ lắm anh chị là tất cả những cái khó khăn tất cả những thử thách nó không thì có một cái như là duy nhất là niềm tin thì có niềm tin thì sẽ trẻ giải à? giải quyết hết tất cả những khó khăn và thử thách hiện tại tất cả chỉ có niềm tin thôi anh chỉ cần lên cấp bậc là code ba sao là trong tầm tay M ba là trong tầm tay nếu chỉ có niềm tin niềm tin bằng cách là gì là mình làm việc điên cuồng hơn mình tin kế hoạch của mentor tin, tin kế hoạch của mình và mình hãy gần mặt trời á người ta là gọi gần mặt trời anh chị chỉ cần anh chị mất niềm tin anh chị hãy nắng cái người mentor chị đặt biệt anh chị phải có lời khuyên có pin lên lại làm đảm bảo và cam đoan như vậy luôn cái người mà anh chị đi tìm một cái lớp mà anh chị đang giai đoạn tục mút giai đoạn là gì xuống tinh thần là cái người mentor của anh chị trong cái kinh doanh này không ai yêu thương không ai muốn thì thành công nhất bằng cái người master của chị đâu người ta gọi là người gần mặt trời anh chị người ta mới thấp được cho anh chị và ít nhất người ta chứng minh được người ta đang làm để thay đổi cuộc sống có anh chị chưa có vai trò chưa hình thành được năng lực trong mình là hình thành mình truyền cảm hứng á mình giữ được năng lực mình tụt bút á thì hãy dựa vào họ còn mình có năng lực đủ rồi mình được mình có thể là phát huy được vai trò đó thì mình cứ tăng tốc không thể. Mình mà còn yếu rồi, mình còn tụt lên tụt xuống, mình còn giữ được, được liền để một cái giai đoạn nào đó là mình dạ, à? mình giữ được cảm xúc mình quả lấy cảm xúc của mình đó. Cái truyền gì tới cũng bình thường hết á. Thì lúc đó chỉ có thể truyền cảm hứng cho mọi người. Còn cái cảm xúc hiện tại của mình lúc lên lúc xuống, ngày lên ngày xuống, năm này lên hoặc là tháng là lên xuống, thì là phải bấu víu, hãy làm việc sát với người mentor của mình. Vì đó là cái ngọn lửa để truyền cho anh chị không anh chị đi hãy đi tìm những cái xung quanh của anh chị những cái người mà đồng đội những người mentor mà truyền được cảm hứng gọi là gì ạ à? là bạn tốt đó. tình bạn mà chơi sang vì bạn đúng không giàu vì bạn mà sang vì vợ anh chị hãy làm việc lên trên đến chị. m sáu m chín m mười đó m 3 đó anh chị mà những m ba nào mà tích cực á thì bằng đông đó anh chị anh chị vào một thời gian á anh chị đang tránh với người mentor của chị đúng không vì để mà có được ngày hôm nay của lão này là phải trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc là nghĩ ồ ái ố và rất là nhiều cái cảm xúc mà là muốn bỏ cuộc và tụt bút rất nhiều liền để một cái đoạn là nó có chuyện gì cũng xảy ra không bình thường hết anh chị cần cái độ trải á chưa có cái đoạn đó thì sao à nhờ lực mentor lão cũng cần thời gian nhờ rất nhiều luôn thì đến bây giờ vẫn còn nhờ Mình có mờ 9, mờ 12, mờ 20 đi nữa Nhưng mentor của mình là luôn luôn là cho mình Cái này là cái chìa khóa hay nhất bánh trời Dù mình hơn cấp bậc của mentor của mình luôn hết trời Nhưng Hãy nhớ Đôi khi chưa chắc là cái lựa hơn người đó Ok anh chị nha Rồi đoạn này Làm hoài không lên Ra tuyển nhiều không được Cái nào tự nhiều không được đấy. Câu mà số 1 lại. Nó cái đoạn cái hồi nó ra đột Thời gian nói về đột tuyển đúng không? Làm chỉ thấy một cái điều duy nhất thôi anh chị không có tin về cấp số nhân và không có tin là mình làm được. Chỉ cần anh chị tin mình làm được mình tuyển 30 ngày một khả không được một người. Chỉ có là niềm tin. Chị Nguyễn Mai Huyền, ok, chị có thể là bật mic lên em trẻ ngồi, sẽ là gọi là cốt cho anh chị luôn, ok, em chị có thể học được ha. Ok, chị Huyền có thể là tiện bật mic, bật cao lên, có thể là đối chiếu với em không, để nó hỏi cho chị xem nè, tại sao chị không tưởng được này. Rồi, ok, mọi người cùng theo dõi nha, cái ca này tương tự anh chị, chị bật cao chút. Giúp... Chào Phạm Lãm. <laughs> Nguyễn Mai Huyền đúng không, ok. Chị thì lớn tuổi hơn Lãm ok chị xin chào chị rồi chị có thể giới thiệu một tí về mình cho mọi người biết nha để cho code trực kênh cho mọi người luôn à chị Code uh, cốt một sao 2 năm rồi Code <laughs> một sao bền vững luôn Code một sao bán hàng hai, hai năm luôn Code một sao bán hai năm luôn rồi, okay, bán hàng chị, hàng phải... thôi chứ không còn... tuyển dụng thì mình, uh, tuyển được uh, 10 người um, uh, hình như là 13 người chứ không phải dạ. 10, 13 người cơ ba người nhưng mà giờ mọi người là ngủ đông hết rồi. Dạ. Yeah. Cho em hỏi mọi này. người chỉ có mua hàng, mọi yeah. người chỉ có mua hàng để bán, để, để, để dùng thôi chứ còn uh, không có kích hoạt được và yeah. cũng học qua cấp số nhân rồi cũng rất là hiểu luôn um, xong rồi mình cũng uh, uh, đăng ở trên marketing không đồng á, đăng một cái hội nhóm um, cũng làm nhưng mà sao cũng không ra kết quả. Có cái chuyện nên là để nói hỏi chung đâu đau giờ để ý câu hỏi của em này. đầu tiên chị tư vấn được bao nhiêu người mỗi tháng số liệu chị tư vấn mở được bao nhiêu người mỗi tháng hoặc là tổng số liệu chị bán đã tư... hai B, tuyển ý là chị có này. đăng đăng đồng mang... ừ, ý là làm có nghĩa là À, đăng đăng lên thôi chứ còn tức là người ta muốn tiền, muốn làm thì người ta sẽ tương tác với mình á còn lại là là mình không có có dám mở lời để để chào mời ví dụ như một tháng dạ. vậy mời khoảng 10 người tôi chứ không có dám mời nhiều Dạ đúng rồi Đó là tại sao chị không tuyển được Vì chị biết em gọi bao nhiêu đã tao Trên 3.000 rồi Chưa tính mối quan hệ tôi tính về mạng xã hội nếu như bán hàng của chị là chị có người quen hay là cái, cái là các hàng không có chị hay là chị tư vấn để chưa từ chối mà phần đông đó chị vì chị chưa có kỹ năng bán hàng là bán về sản phẩm hữu hình còn bên mình là bán sản vô hình bằng cái cơ hội thì chị phải làm đủ như vậy để chị cảm được cái đồ cảm đừng có mơ mà chị đăng người ta đăng, không có đi phải tư vấn gì mới đi tìm chị hiểu không chứ ai mà chị đơn giản chị đang đang ngồi chờ thì chị đăng lên chị đang đang chờ sung rộng không có chị chị phải là cái người đi tìm đôi khi ở đây rất nhiều người tìm mà không không có này mà chị cũng không, không tìm chỉ cần đắt thôi sao có được là đúng rồi nên chị thực không được thứ nhất em thì tin về số liệu giống như chúng ta lập danh sách khách hàng ra để bán hàng đúng không chị phải lập danh sách đối tác ra ai có nhu cầu kinh doanh sau đó chị không được kết hợp ví dụ như là về chị muốn nhanh nhất là data center là nhanh nhất vì data center giúp gì gì à? là có kỹ năng gọi gọi nhiều là gì chị cảm được độ cảm của rất là nhiều người nhiều tính cách và nhiều công bậc hiểu không nên chị đang làm quá ít data một ngày tụi em gọi chị biết là em bảo thân em phải gọi một tháng bao nhiêu hàng trăm data mà còn chưa ra nữa vì bản chất của mình là gì cũng... dạ, là dạ, chị nói đi hôm trước có mua 50 data mà gọi không được ai hết trơn vì năm na... vì năm mươi đến trăm người là chưa học nghề xong Chị gọi thì họ biết cách là cách tư vấn cách xử lý từ chối cách học nghề cách có kịch bản cho cái bán hàng của chị đi bán hàng đó nó y như bán hàng đó nhưng mà bán cơ hội là chúng ta bán giải pháp cho họ bán cái tầm nhìn của mình bán cái cơ hội của mình mình muốn giúp đỡ họ thật lòng mình đi cho mình thương người mình cho hiểu không nên cái câu chuyện đi tưởng dụng mà chị đang làm quá và chị chưa đúng bài 50 mươi đến trăm đào tạo đào tạo là gì ạ là chưa học việc xong nên chị làm có ít là không lên là đúng rồi không phải là tuyển dụng khó mà chị chưa làm đủ nhiều yeah. chị biết tụi em gọi là 3 đến bốn ngàn data chưa mà cũng chưa ra gì đây thứ hai là chị biết là những anh chị làm rất là nhiều không để tuyển được nhiều người ta phải tư vấn nhiều chúng như bán hàng được không chị muốn nâng cao năng lực của mình chị gọi là data chị sẽ hiểu được cái bản chất về xác suất chị đốt tiền đi chị đốt data đi chị sẽ nhanh có kỹ năng nhất vì đa phân tơ chúng ta gặp hàng trăm hàng ngàn người thì lúc đó cái phản xạ của chúng ta thứ nhất thì có nghề đầu tiên nghề tư vấn này từ lý từ chỗ này Trong sóc này rồi follow abc này đúng không từng bước một từng bước một và chị làm lãnh đạo là chị làm dâu chấm trong họ chúng ta làm một cách mà chị bán hàng được khỏe rồi không nói nha bán hàng là bán bao nhiêu kiếm bao nhiêu nhưng mà đã dấn thân vào nghề lãnh đạo làm lãnh đạo làm mentor là chị phải gì ạ à? Cho. cho người ta không làm cũng không quan tâm chị liệu để một giai đoạn là gì người ta không làm mình vững mình tiếc cho họ người ta không phúc phận thì lúc đó chị mới yêu công việc này cái giá trị mới được đó chị hiểu chưa nên em thấy là chị làm ít quá còn tăng người chưa được nhiều còn đâu. thứ nhất là là cái đủ nhiều thứ hai chỉ có đăng bài thôi à sao lên được là đúng luôn trời ơi đó là trời em tưởng là chỉ gọi hàng trăm hàng ngàn ra tao rồi họ chỉ tư vấn hàng trăm hàng ngàn người về mối quan hệ hay là mạng xã hội rồi Chị có làm bao nhiêu đâu thật ra mình nghĩ mình làm nhiều mình làm có bao nhiêu đâu tiểu 11 một người đó mình làm nhiều đâu vì chỉ một vốn năng lực là chị phải làm nhiều cái đường cường độ nó cao nên 90 ngày tốt chiến chị biết không à tại sao là gọi là 90 ngày tạo nên cái điều kỳ diệu mọi người nhớ này là mọi người cần tập trung giai đoạn là liên liên tục gọi liên tục làm liên tục làm liên tục thì cái hình thành mới năng lực của mình hình thành ra được cứ chọt đây ít cứ chọt đây ít chọt đây ít gọi năm gọi 10 ôi lạ vào data không có hiệu quả mọi người hiểu không mọi người cứ lâu lâu chọt một cái lâu lâu chọt cái năng lực đâu có cái năng lực nói chuyện không phải mà, mà học lại nữa. trời ơi đó là cái vấn đề cả nhà mình đang gặp cứ lo lo trọt cái lo lao trọt cái lo lo trọt cái, cái nó không phải năng lực là chúng ta cần làm tập trung một thời gian chúng ta hình thành từ bên trong chúng ta mới sinh ra được năng lực các okay, chị hiểu chưa cái đoạn này là cái đoạn quan à, à, bây giờ chị muốn uh, học lại từ đầu học lại Đúng từ rồi. đầu để để để, để đi tuyển dụng bằng data thì bây Đúng giờ rồi. chị chị vào chỗ là chị học chương trình tuổi thứ thứ năm hoặc là chị học cái chuỗi trên là chương trình tuyển dụng từ đá tháng tới 3 buổi hoặc là ngồi lại cái người mentor kêu người mentor đưa cho mình có hết mentor của mình có hết thì bám sát người mentor của chị chị hỏi giờ chị muốn làm data chị muốn học data Tìm ở đâu tài liệu nào thì có hết ok chị nhé cảm ơn là okay. dạ do chị làm ít quá rồi ok thôi rồi là... mọi bắt đầu từ ngày mai sẽ làm nhiều hơn. Chị có, chị đúng ăn rồi. Đúng có anh chị nào hỏi nữa không ạ? Từ một ca à chị 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 Huyền ok anh thống nhất đúng không? Ok em xin mời anh. Xin chào, ờ, chào rất là cảm kiến thức rất là chuyên sâu của lãm dạ. thế thì cũng giới giới thiệu về lãm thế này anh thì năm nay 60 tuổi. Anh yeah. là một cán bộ, cán bộ uh, nghiên cứu khoa học về nông nghiệp. Dạ. Yeah. Yeah. Uh, về... Thế thì uh, anh vào uh, giới thiệu qua một chút là anh vào Robby từ uh, ngày uh, 17 tháng 1. Dạ. Yeah. Thế thì uh, trong cái tháng 1 17 ngày ấy, thì anh đạt uh, cốt Recording 2 sao. Dạ. Yeah. Và tiếp theo là cái tháng 2 là tháng Tết. Thế thì yeah. thực ra tháng Tết thì cũng rất là khó khăn bán bởi vì uh, Uh, tiền dân hết tiền thế yeah. thì anh chuyển anh tuyển dụng anh tuyển dụng được sáu 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 người. Dạ. Yeah. Uh, thế sau đó thì tiếp tục là đến sáng uh, tháng, uh, tháng 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 ba anh anh uh, cũng đi tuyển dụng. Dạ. Yeah. Và uh, tháng tư nửa tháng tư thì cũng bắt đầu cũng tập trung cho tuyển dụng nhưng yeah. mà cũng uh, học uh, thì cũng học rất là nhiều nhưng mà mình dạ. thì chuyên học về uh, lọc nước lọc nước. Dạ. Uh, rồi thế thì uh, mình cũng thấy là một cái công thức uh, toán học uh, mà 80 tám mươi hai mươi thế thì dạ. mình uh, uh, mình cũng cũng xác định là 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 làm càng nhiều thì sẽ dạ. có cơ hội uh, may mắn nhiều hơn. Dạ. Thế, đến đến bây giờ thì thực ra mà nói thì cái số uh, số 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 uh, dưới mình ấy thì Thực ra thì hoạt động là nó rất là ỳ ạch. Yeah. Thế đối tượng thì toàn là những người mà hơi hơi cao tuổi một chút, thì người ta cũng hơi hơi bảo thủ. Nữa. Yeah, ok rồi. Cho 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 hỏi cho 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 nhắc lời nha. Anh tuyển được ừ. bao nhiêu người? Hiện tại là số lượng đại lý thì, bao nhiêu? Hiện tại vẫn còn đang hoạt động uh, tuyển thì được khoảng 8 người thôi. 8 người rồi, ok. Rồi để ừ. hỏi tiếp này. Uh, ok tiếp này. Anh làm gì với 8 người đó vào rugby anh làm thế nào? Ờ, anh anh đưa rất là cũng ABC và ABC cũng là đưa vào học yeah. thế thì thực ra những người đó thì người ta cũng đều là va chạm kinh doanh rồi yeah. thế thì như là người ta 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 ta, ta vào ấy, thì người ta toàn có ra thôi mặc dù mình cũng động viên là rất là nhiều <laughs> I mean họ cũng đi tìm cái Cái xây dựng cho mình một cái Uh, cũng uh, hầu hết thì hiện nay còn được bốn người năm người nữa thì cũng đi vào lòng nước cũng như mình. Dạ. Yeah. Uh, thế nhưng mà yeah. có một điều rằng là, là, như, là như lãm nói để mà chiến thắng chính bản thân mình ấy thì ngay bản thân mình cũng rất là khó rồi. Uh, còn những người đằng sau mình cũng lại làm khó hơn. Thế thì yeah. cái okay. câu hỏi thì mình đặt, đặt ra là như thế này này. Dạ. Yeah. Uh, mình đặt ra là uh, đến uh, bắt đầu cuối tháng tư tháng năm thì bắt đầu mình chuyển hướng sang tập trung cho vấn đề eh, đi bán, hàng. Yeah. vấn này và để mà để mà tìm ra được người lãnh đạo người giỏi hơn mình ấy thì mình phải chứng minh được rằng mình bán hàng tốt hơn họ phải yeah. là bán hàng tốt. OK chị. Yeah. Ừ thế thì hai cái này mình sao? đang đúng cái, cái một điều như này yeah. để mà nói là tuyển dụng song song với bán hàng. Dạ yeah mình nghĩ rằng là đây là mình nghĩ thế còn mình xin ý kiến tư vấn bạn right, okay. tức là mình phải là người bán hàng giỏi ra yeah. ừ. em không thì... biết bán hàng em không biết bán hàng giỏi rồi đúng thế thì thực ra mà nói thì bây giờ là mình cũng đang rất là thiếu kiến thức về vấn đề tuyển dụng yeah. nhưng nó là cái năng lực nó là năng lực sở trường và gọi là năng lực sở trường hay yeah. là gọi là năng khiếu đúng không yeah. đôi khi cũng rất là khó Thế thì bây giờ xin hỏi eh, bạn cho mình một lời tư vấn là mình hãy okay. làm thành công bán hàng trước hay là cứ đi song song thế này thì không cái nào nó đạt được cái đỉnh cao của nó cả. Rồi ok, rồi em hỏi rồi ok. Đầu tiên là, rồi. ok rồi em hỏi, tầng Từ, tầng phần một nha, rồi em hỏi là ừ. điên á, là mục tiêu của anh đến uh, rugby là trong vòng 3 năm thì anh muốn cái gì? Anh, uh, 3 năm sau thì chắc chắn là anh phải xác định là có ít cũng phải là M6. Rồi, M6. M6 là cái đơn giản đúng không? Rồi, ok. Ok, rồi. Theo anh đó, là khi nào anh mới bán hàng giỏi? Ờ, anh sẽ phải đạt uh, doanh số cá nhân là phải ít nhất từ cốt 3 sao trở lên. Doanh, 250 doanh số cá nhân. Triệu đúng anh, rồi. Anh, 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 anh. rồi. Ok, anh bao nhiêu lần bán được 250 triệu trở lên? Thực ra thì uh, Anh Anh xác định là đến uh, Tháng 7 Hết tháng 7 Yeah Anh có khả năng bán được 250 triệu Rồi ok Ok tuyệt vời Đầu tiên Ok anh cứ làm như vậy Đó là một phần Nếu như bán tốt Nếu như bán tốt Thì lời khuyên của em Anh chỉ cần bán tốt cho Đó là việc đầu tiên Vì mình bán kiếm tiền là lợi nhuận Em quan trọng là lợi nhuận Bán về trước Đúng không Lấy tiền ngắn bôi dài Anh lấy cốt 3 sao Bán hàng của anh Ok Em cứ đồng ý nhân anh nói á là bao nhiêu người được nha sao chép anh hiểu vấn đề em nói không có trong tiếng à? có 3 đến 4 anh chị lên bán 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 một mình thôi Nhưng rất lũi tháng là lên nhân tháng sau không biết đúng không à? cuối cùng á là mình sao chép cái câu chuyện của mình sẽ sẽ có anh vẫn kiếm tiền tốt nha nhưng mà sẽ có không phải là mình bán hàng giỏi có tiền người giỏi không có đâu nha nghĩa là tuyển dụng và bán hàng tuyển dụng nó phải sự xác suất và làm sao là cái việc này đơn giản nhẹ nhàng mà ai cũng làm được ta chỉ cần bán 3 triệu 5 triệu tuyển một hai đấy mà trong vòng 7 tháng tôi lên xe bài chứ không phải là nhiều anh chị có suy nghĩ mình bán nhiều là tuyển người trong có mà không cần cái đó trong việc xây dựng kênh phân phối kiến thức khoa học á khoa học hệ thống á thì nó nằm ở chỗ này này đó là khi mà chỉ khi mình làm việc nhỏ mà mọi người đều làm được ai cũng làm được đó mới gọi là lực lớn còn mình bán hàng là đôi khi năng lực của mình đó, Người ta nghe câu chuyện mình bán 25 triệu lẫn, 250 triệu lần Làm giống 250 triệu giống mới nhất Mới thành công Rất là nguy hiểm Anh hiểu vấn đề em nói không <laughs> Nên việc của em á là anh phải song song cả hai Nhưng anh, nên tập trung về xác định là bán hàng Ok anh bán tập trung cho em lên C3 Để C3 tính tiếp bắt đầu đi tuyển dụng lại là... Nếu anh bán được 250 triệu một tháng Ok anh cứ bán Nhưng lên xong anh phải đi Đi tuyển lại cho em Ai bằng song song cho em Vấn đề chuyển dụng á nằm bởi câu chuyện là gì? phải đủ xe đủ đủ số lượng người sản xuất anh muốn lên mở sáu đúng không? phải có sáu nhóm thì anh phải tuyển ra đều đủ sáu nhóm thì cái việc đó là hiện tại anh tưởng theo kênh mối quan hệ đúng không ạ đúng rồi anh đang quan hệ thôi anh xài xài hết mối hệ rồi chưa 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 anh xong xong data ta cho em cả hai xong xong data data thì bây giờ anh tuổi cao rồi anh tuổi cao rồi công nghệ nó kém không 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 cần công nghệ chỉ cần anh anh gọi điện thoại được không anh gọi điện thoại giao tiếp thì đơn giản có gì đâu thì đó thì cần vậy thôi data mà chỉ cần bật ra lên gọi điện thoại là được rồi thì có cần công nghệ gì đâu data center là data nó về cái app xong rồi mình mình bật ra số mình gọi điện thoại mình tư vấn thôi mà công <laughs> nghệ gì đâu ở đây có chuyện này đôi khi mối quan hệ của mình đó là những cái người giỏi của anh á người ta gọi là bục nhà có thêm mà người giỏi ở rugby á, là người ta chưa giải quyết tương why tại sao người ta làm rugby người ta có nỗi đau không người ta có nhu cầu không và đặc biệt là người ta gì làm rugby vì điều gì và nếu như người giỏi á, người ta chịu, chịu hạ mình chịu hạ mình người ta mới nhận được cái mới còn tôi, tôi biết rồi cái gì cũng biết rồi thì mình rót một ly đầy á, cái cả. thì cái người giỏi tại sao chúng ta không kết hoạt được là mình chưa tìm được nỗi đau và nhu cầu họ thật thụ làm copy vì điều gì họ sẵn sàng bỏ đi cái cổ họ mà chấp nhận cái mới thì họ mới bỏ vào được ở đây tại sao em nói là một cái người có năng lực cỡ nào đi người ta vẫn biết rồi hoặc là cái tôi cao thì chẳng bao giờ làm copy được Người ta sẽ tìm người phù hợp người ta cần một cái mong muốn cái khao khát và một cái lý do cái nỗi đau người ta làm copy vì cái điều gì cái nhất ví dụ là người ta giàu người ta có năng lo người ta muốn cho đi người ta muốn cống hiến người ta được công nhận Ai là người ta muốn hưởng thụ giỏi mà phải có nỗi đau thật thủ. rồi người ta mới làm cho mình hỏi chút nữa này thế này này ừ, mình cũng 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 chưa được nghe cái data center nhiều nhưng mà lãi giờ thì nã uh, nói là như vậy chứng tỏ là data center là người ta có nhu cầu để tìm công việc đúng không à, hay đúng là rồi. chỉ điện thoại bình người ta bán cái mình đang nghĩ là cái cái, cái điện thoại ấy là do cho công ty thu nhập của các dạ cái hãng mạng nghĩa là bên mình sẽ chạy quảng cáo đa kênh cái số đường thoại người ta click vào đó là người ta để số điện thoại họ tên nhưng mà data vẫn có xác suất anh nha có người này người kia sẽ có người tò mò sẽ có người có nhu cầu sẽ có người không bắt máy vân vân nghĩa là bảo chất data center là chạy quảng cáo đa kênh thì mình thu hồi vào cái, phí 70 000 á là trả thằng facebook trả thằng zalo trả thằng tiktok trả các kênh mấy đông lớn mình ấn vào quảng cáo thì trả cái món đó thì mình thu về bắt đầu mình gọi mình tư vấn mình sàng lọc đó được gọi là data center chứ không ừ. phải là công ty đi lấy mấy cái chỗ rác đưa gì cũng có rồi đấy ừ. mình mà... thực ra thì mình 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 thì chưa được ai giới thiệu về cái data center dạ nhưng nhưng, ừ. nhưng 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 để nói này tức là tức là, tức, dạ. tức là mình đã hiểu là như thế mình hiểu dạ. data center là cái hình thức mà mua mua cái thông tin ở các cái cái nhà mạng đấy, nhưng dạ. mà như như là em nói hôm nay data center như thế là mình cho rằng đấy là cực kỳ tiềm năng đấy, thì đấy. mình có thể là tiếp cận cái kênh data center thứ hai á anh 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 vẫn làm song song cho em cả hai cả mối quan hệ cả data vì bản chất data center là gì là bản chất chuyển dụng là gì là làm nhiều kỹ năng nhiều nên anh làm ít thì nó chưa ra kỹ năng chưa ra thành toàn đẳng lực quan thôi nên nếu như anh có mối quan hệ anh vẫn làm tốt mối quan hệ anh song song với data và thứ tơ giúp anh có một cái là tiếp cận lượng đủ nhiều đủ nhiều đủ nhiều đủ nhiều thì nó sẽ hình thành được năng lực và tư vấn là tư vấn là tư vấn thì anh sẽ có đồ nhạy về cái xử lý từ chối lẫn về vận hành đừng nghĩa là làm nhiều quá anh là cái hình thành được năng lực bên trong của mình á anh sẽ có sự phản xạ sự nhìn nhận sự phân tích và lúc đó anh quay lại một chút mối quan hệ rất tốt và khi anh xử lý được từ, từ chối anh có niềm tin thì nó sẽ ra đôi khi có nhiều anh chị là dùng đa tơ là không có mục tiêu là tuyển để học nghề để có cái gọi là năng lực xử lý từ chối năng lực tiếp cận vấn đề năng lực nhìn nhận về vấn đề năng lực về cái cách quy trình của bên mình đôi khi mối vấn đề mình cứ tư vấn bình thường thì đôi khi nó chưa ra thì khi học data xong thì bay qua thì chốt một vấn đề là tin tin hơn là đôi khi nó tới thì sao anh hiểu vấn đề em nói không? Đấy, thì OK anh làm thứ hai á khi mà anh vào á thì cái tâm lý đầu tiên anh tâm lý đầu tiên á anh sẽ bán cái người mentor bán cái người A nhưng mà anh đến cho em là 20k ABC có mục tiêu và kế hoạch mới ra có 4 ông C1 anh mọi mọi người nhớ giúp em này 20 đại lý G1 có 20 anh chị nhớ này 20 đại lý có mục tiêu và kế hoạch là bước 3 đó trong 7 bước thành công đó. đặt một thì mới có 4 ông C1 phần đông sai hầu hết các C1 và C3 trở lên anh chị nhớ giúp lãng đếm 20 người bước 3 mới có 4 ông thêm 1. Có chỉ tuyển 20 người mới là điều kiện 1, chưa điều kiện cần, chưa đủ điều kiện đủ. Điều kiện cần đủ là 2, là tuyển và 20. Nó mới ra được 4 ông thêm 1. Anh hiểu chưa? Nên phần đông mọi người tuyển vô mà nó tuyển nhiều lắm. Nhưng mà không kết hoạt được, không có tới bước 3 thì không có 4 ông C1. Thì 10 ông trình bày kế hoạch mục tiêu lên C3, M1, M3 mới có hai ông. Sản xuất 20, 80 đó. 20 ông còn 4. 4 không? Nên phần đông mọi người sai đoạn này chưa ngộ đoạn này là đúng. 20 người. 20 đại lý G1. Có mục tiêu và kế hoạch. Ok anh nha. Còn tâm lý người mới á, có hai tâm lý trong này. Thứ nhất là người ta gì? Người ta vẫn còn nghi ngờ lừa đảo. Ngay cả mối quan hệ của anh người ta vẫn chưa tin công ty. Tin anh thôi. Thứ hai là người ta có xem có khả thi với họ hay không có khả thi với tôi không nên tại sao bước ba bước đặt mục tiêu kế hoạch đó là cái bước ngồi lại mục tiêu kế hoạch cho từng người đó hoặc là của họ thì họ làm ra đi vì điều gì ba năm nữa một năm nữa họ làm biết kiếm được 5 triệu 10 triệu hay là kiếm 500 hay là tự đồng cái gì đó là có ước mơ đủ lớn thì người ta bắt đầu bác bán hàng, bắt đầu tuyển dụng bắt đầu xây kinh phân của như anh anh phải có kế hoạch lộ trình thì cái người mới của anh cũng phải như vậy còn nếu như người ta không có một kế hoạch thì không có được. Người ta trước tin thì chúng ta sẽ trải qua thêm cái nhìn thứ nhất là học bốn bộ nền tảng đúng không? Thứ hai là gì? Người ta học cái hợp tác. Tham gia đại hội thành công. Bạn làm được tôi làm được, đôi khi nghe cái doanh nhân nào đó okay. hoặc là chị anh mời cái người nào mà có năng có có có, có năng lực á. Có đến người giỏi người ta mới nghe. Hoặc là mời 6 mời chín mời 2 người ta mới nghe. Những người giỏi cái bướng cao lắm, cần một cái tôi rất cao để trì bóng đoan có thể người giỏi nhờ người giỏi hỗ trợ. Mà người giỏi mà không hỗ trợ được thì bỏ luôn người ta giỏi nhưng người ta không có không có mở lòng không muốn làm mà thì ai mà hỗ trợ được thì có mình nét đôi khi còn thua những anh chị mà một bạn sinh viên mà có khác không một bạn chịu sinh viên mà chịu làm nha còn hơn rất nhiều những anh chị giỏi mà không có chịu làm hoặc là không có tư duy không có cái phù hợp với mình anh hiểu vấn đề chưa nên ở đây á là có hai cái mà người mới và trong thật ra thì vấn đề vận hành về khoa học phải thống về việc làm con người con người cần thời gian độ cảm mà. vì tuổi ăn làm ít quá lần nào chúng ta làm việc với con người con người chúng ta làm quy mô lớn nó khác còn quy mô nhỏ là năm người 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 chúng ta tập từ từ thì có những cái bước sai thì trong cái lúc mà sai này này chị anh hiểu à cái đoạn này mình còn sai thì được đầu ngộ ra thì phần đông là những anh chị mà không vượt qua giai đoạn là chúng ta làm ít quá chúng ta chưa có cái đủ nhìn nhận tại sao chúng ta sai và chúng ta sai ở đoạn nào chúng ta đã tại tháng làm tới mọi người bỏ cuộc là phần đông là vậy Mọi người có tuyển được 15 người rồi, 18 người, 20 người. Nhưng cái đơn giản, bản chất đơn giản thôi, A, B, C vẫn không được. Bảo một người gặp một người khác cũng không được, làm sao chỉ có thành mentor được, cốt được, thành, được, được anh chị không? Đây là vấn đề ngoại giao thôi. Anh chị, anh, anh, anh hiểu vấn đề em nói không? Nên đa số phần đông mọi người tuyển vô đó, dục đó rồi. Còn may mắn đôi khi gặp những người có chủ động, có nhu cầu là họ tự làm được họ nói. Mà trong người có người thôi. Còn để những người đó thì gọi là hiếu lắm. <laughs> Gọi là may mắn gọi là gọi là hái mấy trời sông đó còn những cái người mà mình thật sự mà làm theo quy trình đó thì cần thời gian phải có những cái cấp bậc tiến đồ và phải có những cái lộ trình riêng thì em nói là khả thi từng người sẽ có kế hoạch mục tiêu đó. phải người ta làm copy đi, vì được gì lúc đó mới ra vấn đề anh hiểu gì em không rồi ừ, ok bạn đó là cảm ơn còn những người giỏi chỉ cần là tìm được cái nỗi đau tìm được cái lý do tại sao người ta làm copy thôi phần đông người ta sẽ không ra cái đó phần đông người người ta không dám bỏ cái tôi bỏ được cái cũ mới được cái mới ly, ly nước giờ nó nó tràn quá rồi thì nó nó đầy rồi giờ muốn nhận mới thì phải đổ ra với mới đó rồi chứ kiểu vậy vì một môi trường của anh 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 chị đó có thể là ví dụ anh ấy, ở ngoài là chúa sơn lâm một cái nghề nào đó nhưng vào đó đi làm mới mà một môi trường mới có chúa sơn lâm mới mà đó là cái gì cũng biết nó khác nhau hoàn toàn nên cái tư duy đó đôi khi là đo cái lập trình tư duy của họ đó là cái mà ừ. vấn đề chúng ta không thay đổi bất kỳ ai cho họ muốn hay không muốn mà Ok anh nha. Rồi, à, dạ xin pháp em. Dạ. Rất cảm ơn em. Dạ, là cảm dạ. Giải pháp của em này đầu tiên, anh làm nhiều hơn. À, anh tư vấn nhiều hơn. Anh bán hàng tốt, anh cứ bán hàng tốt cho em. ai vẫn bán hàng tốt, anh vẫn song song trường trường. Anh nói đi trường dụng đó, là phải làm đủ nhiều. Đồ cạn đủ nhiều. Còn cái vận hành không được đó là do cái phần câu ABC. Anh đi học lại là ABC lại. Lưu tới cái đó, bán hàng tuyển dụng mà chăm sóc. Ba cái thôi. Chăm sóc lại ABC là hết việc. Còn bán hàng đấy được 250 triệu rồi á thì cứ bán cho em kiếm một cục 40 triệu anh đọc của data 40 triệu cho em anh muốn gọi không lên mới lạ không lên nó được mới lạ anh gọi 100 một ngàn người xong lên được anh hiểu không anh có kinh nghiệm rút rút ra rút rút ra mà anh, anh nhớ anh, anh gọi trong phải và review phải đi học được cái buổi nền tảng của data center và anh quay lại đọc về mối quan hệ anh biết à Từng người, từng người từng người từng người từng người phân loại phân loại phân loại thì lúc đó à cái cảm của mình nó cao hơn thì mình chốt dễ hơn và mình kích hoạt cũng dễ hơn khi anh làm đủ nhiều, gọi là cái độ cảm trong cái nghề ấy. Hoặc anh chỉ để ý công nghề của anh chị ấy. hoặc đi dạy dạy giáo viên á thì cần anh chị không tự nhiên tự nhiên nó nhớ ba ma sát trong đầu luôn anh chị dạy một cái chủ đề nào đó, từ sau đó. thì nó tương sâu thì nếu nó nằm trong đầu của anh chị luôn thì làm Robby cũng vậy từ những cái nghề của mình nó nằm trong đó là tự nhiên mình cảm được nữa cái người này làm hay không làm và mình kích hoạt được người này hay không đó là cái đồ cảm anh chị làm đủ nhiều anh hiểu vấn đề em nói không rồi ok Hơn cái đó. Dạ. Rồi cảm ơn anh nhé. rồi nha. rất cảm ơn nhé Dạ. Ừ. Rồi, có, rồi ok. Thì chắc có lẽ là có gì nào hỏi gì đúng không ạ? Hay là khuya quá rồi. Có gì nào hỏi thì hỏi luôn. Thì kết thúc. Xử <laughs> lý câu cảm cuối ơn cùng. mình phạm lãm rất là nhiều nha trời ơi mentor phạm lãm và các anh chị em mình thảo bông thảo hoa cảm ơn mentor phạm lãm của chúng ta đào tạo từ tối đến giờ đến bây giờ đã là 10 giờ 21 phút rồi nhưng mà tờ Phạm Lãm cũng rất là nhiệt tình chỉ cho từng trường hợp chỉ cho hết chúng ta đúng không và các anh chị em mình đã nắm được là coi như là trong người của chúng ta được như thế nào chưa à, chúng ta phải làm sao tìm được những, những cái người ở bên trong mình trước tìm ở rock đi là cái đơn giản nhất là làm gì à, tìm cái người phù hợp với mình thực sự các bạn biết không là cái con đường mà đến với lại data center ấy, là cũng chính là gì à, đào cũng có tới được đây nhưng mà đào tới là sau khi mà đào lên có ba sao mấy tháng rồi đào mới bắt đầu mới biết tới là data center nên là anh nhất cũng là anh đã em nhất thực sự ra các bạn biết không? anh nhất là một data anh nhất cũng là một data của chị hoàng nên là anh nhất là coi như là muốn tìm hiểu về data sử dụng như thế nào anh nhất quay lại kết nối với người hướng dẫn của mình à hãy ở Robin các anh chị em mình hãy làm một điều đó là gì chúng ta hãy bám sát cái người hướng dẫn của mình bám sát cái người coach của mình bám sát cái người mentor của mình và sau đó là gì học những cái điều thật là nền tảng nhất à, mentor ba sa phạm lãm vừa nói với chúng ta đúng không anh nói với anh nhất cũng như nói với tất cả những anh chị em của chúng ta ở đây thôi chúng ta hãy tham gia và chúng ta học những cái nền tảng nhất khi chúng ta có một cái nền móng vững chắc rồi thì việc chúng ta xây lên những cái căn nhà kia chỉ cần là gì ạ? à là vấn đề thời gian thôi đúng không ạ nên là các anh chị em mình hãy cùng nhau cùng nỗ lực nhé à, thời điểm này thì cũng khá là trễ rồi vì vậy chúng ta hãy thật là cảm ơn à, giữ những cái lời biết ơn đến là mentor hoàn lãm của chúng ta và cho chúng ta à, chúng ta hãy có là gì à, đi vào một cái vào một cái ngủ và giấc ngủ ngày hôm nay nhưng hãy để lại những cái suy nghĩ và nếu được ngày hôm nay đang là ngày mùng 1 của là gì tháng âm đấy các anh chị em mình phải có cho mình một cái mục tiêu cũng là mùng 1 tháng âm nhưng mà mới là ngày 6 tháng 6 năm 2024 thôi. Chúng ta còn bao nhiêu các anh chị em mình? Chúng ta còn 53 ngày nữa để chúng ta hoàn thành cái là tốc chiến 2024 này. Và kế hoạch của các anh chị em mình của chúng ta, chúng ta còn 54 ngày nữa để chúng ta làm sao? Có thể là lên cót 3 sao, từ không lên cót 3 sao và duy trì làm gì đến cuối năm để chúng ta có thể là lên lên tầng 1 sao nhé.